giá 100 ngàn một vẻ, chị nào lấy comment giúp em ạ. Mày đưa đây cho chị một áo, nhưng mà làm gì bỏ 100 quá. Quá mềm, còn ba cái đó cộng lại các chị lấy thì lấy nha.
đặc biệt tối nay như lời đã hứa 25k tới luôn. 25k tới luôn. Vải áo tú mặc giá 100. Hồng Nguyên hai vải áo mẫu mặc, Ti Đào vải áo mẫu mặc, Chào Tâm vải áo mẫu mặc. 1 triệu ấy các chị, nhưng mà nó nóng quá em chị không có nổi luôn á. Nóng em chị không nổi luôn đấy các chị. Như lời em đã hứa với các chị nha. 25k 1 mét, 50 ngàn một áo, 2 mét cổ 1 mét 6, miễn phí ship cho mình. Trời ơi các chị ơi, nó đẹp và nó rẻ lắm luôn. Cái này hôm nay phải đánh cái tựa đề là tự nhiên hôm nay nó rẻ này. Thanh Ngân Bùi vải áo mẫu mặc, Hồng Nguyên thêm một vải áo mẫu mặc, Xuân Hà vải áo mẫu mặc, Kim Anh vải áo mẫu mặc, Kim Thúy Trương vải áo mẫu mặc, Hoàng Dương vải áo mẫu mặc, Nguyễn Chí vải áo mẫu mặc, Lê Hoa vải áo mẫu mặc, Kim Cương Nguyễn vải áo mẫu mặc. Mua thì thật sự là tiếc lắm lắm luôn á. Có 50 ngàn một áo thôi, một áo này là một áo dài ấy, chứ không phải là một áo kiểu đâu các chị. Đặng Đào vải áo mẫu mặc, An Nhiên vải áo mẫu mặc, Hoa Ngô vải áo mẫu mặc. Mỗi một chị chia sẻ livestream cho em một lần trong hội nhóm, một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai cho em. Riêng cái hàng 25k này, 50 ngàn một áo này ấy, nếu các chị chia sẻ livestream cho em qua con số 1k một phát, một hứa danh dự luôn, bán đúng 500 áo cho các chị luôn chứ không bán 100 áo luôn. Lina Nguyễn vải áo mẫu mặc, Nga Nguyễn vải áo mẫu mặc, An Nhiên thêm một vải áo mẫu mặc, Hồ Trinh vải áo mẫu mặc, Đinh Hải vải áo mẫu mặc, Xin Trần vải áo mẫu mặc. Cứ để đấy đi, không mai ba mẹ chở, mai cho đứa này nó chở cũng được, hoặc là mai anh xe nó chở cũng được. Các chị ơi, xong chưa, nhanh lên, ngay và liền cho em. Ngô Bạch Hải vải áo mẫu mặc. Mỗi chị chia sẻ livestream cho em đúng một lần thôi, không cần nhiều. Thiên Thiên Nguyễn vải áo mẫu mặc. Em không biết như thế nào, nhưng ở Việt Nam bây giờ mà em nhìn thấy mấy cái vải dày là em sợ lắm luôn, nó nóng không chịu nổi được luôn đấy các chị, nóng lắm. Rồi được chưa nè? Tú Võ vải áo mẫu mặc. Ở đây mỗi chị chấm một chấm tương tác cho Facebook nó nổi lên con nào các tình yêu ơi. Vải áo em mặc giá 100 ngàn một vải áo nha các chị ơi. Từ hôm qua đến giờ là mắt tương tác dữ dội luôn nè. Một áo cho em nha. Bán cho các chị cái màu đỏ cho nó may mắn trước này. Nguyễn Chí có phải áo mẫu mặc rồi nha chị ơi. Phải, em mặc là giá 100 các chị ơi. Em bán nha, 8 giờ rồi đấy. Làm kèm một hồi tí mà mất thời gian của các chị là các chị đã chịu luôn. Quá trời ơi, nó đẹp. 50 ngàn một áo, 2 mét của 1 mét 6. Đẹp quá Tú ơi hả chị. Giờ mua tiếp đi chị. Giờ mua tiếp đi. Nếu mà nhận được rồi thì chị cứ yên tâm, chị mặc đi, đẹp thì mua tiếp. Đẹp mua tiếp, chị thấy bình thường là cái chị nhỉ. Mẫu cao và nặng bao nhiêu hả? Mẫu này á, cái này không gọi là mẫu được đâu chị, cái này là mẫu hậu rồi. Mẫu là phải cao 1m7, mẫu này có 1m6 thôi. Vũ Hồng 200. Còn 2. Dư Liên 200. Lương Phạm 200. Đinh Thị Hoàng Yến 200. Tâm Đinh Thi 200. Bởi từ nãy giờ em nói các chị có nghe thấy không? Em đang cầm trên tay ấy, là như thông báo của em trên từ Facebook với các chị ấy, là em bán cho các chị 50.000 một áo nha. An Thúy 642 rồi. Mai Nguyên 642 rồi. An Nhiên 642 2 áo rồi. Lê Nguyễn Quỳnh Tiên 642 rồi. Chí Lâm 642 rồi. Phường Nguyễn 642. Vũ Hồng 92. Văn Nhược 92. Lê Xu 92. An Thúy 92. Thanh Ca 92. Bùi Nga 92. Tâm My Phạm 92. An Nhiên 92 2 áo. Mimi Ngô 92. Ân Lê 92. Hồng Nguyên 92, Tuyết Nguyễn 92, Thủy Đạn 92, Giang Hàn 92, Nguyễn Hằng 92, Mai Nguyễn Thi Mai 92,
Nhung Tê Nguyễn 92. Trần Mai 565, Sara Thi 565. Mariano 432. Phạm Nguyệt 432. Hoàng Hạnh 432. Phạm Mỹ Dung 432. Bùi Ngọc Trúc 432. Kim Phục 432. Quán Bình Minh 432. Sara Thi 432. Bùi Nga 432. Tô Thị Kim Nhàn 432. Vũ Hồng 824, Hoàng Hải 824. Tâm Võ Kim 037. Thanh Ca 037. Kim Thanh 3 năm. Phần 1. Vải này của Tú á, mặc tàu đến 2 năm. Anh Bùi 3 năm. Bé em Phùng. Phường Nguyễn 201. Phần 1. Vũ Hồng 201. Sara Thi 680, Thanh Đại 680, Lương Phạm 680. Pháp Phương Nguyên 450, Thừa Phong 450, Hoàng Hạnh 450, Phương Dung 450. Trần Thị Thanh Trang 810. Còn 2. Nimi 810. Thanh Duyên 810. Nhung Nguyễn 167. Pháp Phương Nguyên 167. Còn 2. Thừa Phong 167. Còn 1. Anh Lê 167. Không nhận là mấy cái này đẹp hẳn chứ mấy đứa. Trần Quý Thanh Tâm 602, Nguyễn Hương 602, Thừa Phong 602, Dung Phương 602, An Nhiên 602, Thùy Lan 602, Đinh Hiếu 50, Nina Nguyễn 50, Hương Quỳnh 50. Còn 2. Maria Ngô 50. Còn 1. Nhung Tê Nguyễn 50. Hết 50. Nguyên Lê 83. Thu Sương Thái 83. Nguyễn Thị Lương 83. Thanh Huê 83, Sara Thi 83. Bùi Ngọc Trúc 093, Nguyễn Quỳnh Châu 093, Lê Hân 093, Tuyết Minh 093, Quán Bình Minh 093, Vũ Hồng 093, Cẩm Huyền 093. An Thúy 138, Bảo Nghi 138, Cẩm Huyền 138, Tâm Võ Kim 138, Lương Phạm 138, Bùi Nga 138, Đinh Thị Hoàng Yến 138. Nguyên Lê 28, Mô Kê Chi Hạnh 28, Diễm Sương 28, Chí Lâm 28, Tuyết Băng 28, Bùi Nga 28, Phương Dung 28, Pháp Phương Nguyên 28. Cái 50 ngàn này giống như các chị được chi ship vậy đó. Gọi là các chị trẻ tiền phí, chứ thực tế có khúc quả nghèo mà 50 ngàn mà đưa đến tận người các chị không?
Vũ Hồng 098, Bùi Ngọc Trúc 098, Dina Chu 098, Tuyết Minh 098, Pháp Phương Nguyên 098, Nguyễn Hồng Hải 098. Tuyết Nguyên 215, Thảo Trần 215, An Thúy 215, Pháp Phương Nguyên 215, Nhung Nguyễn 215, Loan Trần 215, Hồng Nguyễn 215, Thừa Phong 215, Liên Đặng 215, Thanh Ca 215. Chị thấy em nói đúng không? Cũng giống như là các chị đang trả tiền cho đây này, các bạn nhà em gửi hàng đến cho các chị, chứ cái khúc vải này các bắt buộc phải có người làm gửi đến hàng đến cho các chị. Viết ra được một cái khúc hàng, ví dụ như một cái tấm vải muốn bán cho các chị phải có người làm chứ. 50.000 nếu nói chuyện chứ em có nhắm mắt thì các chị cảm thấy là mình mua về mình nhu cầu sử dụng, trời ơi vải nè. Các chị không may áo dài thì các chị may đầm, các chị may áo kiểu. Nina Chu 103, Võ Ngân 103, Lê My 103, Phạm Thị Mộng Tuyền 103, Phương Nguyễn 103, Bùi Nga 103, Thảo Nguyên 103, Nguyễn Diên 103. Dina Chu 265, An Thúy 265, Cherry Trần 265, Võ An DC 265, Phạm Nguyệt 265, Phạm Duy Thanh Trà 265, Minh Thúy Đỗ 265, Nguyệt Minh 265, Trâm Hoàng Trần 265, Yên An 265. Chiều nay nhân viên thì em nó còn gì hộp nó treo lên cho các chị. Nguyệt Minh 276, Nguyễn Huê 276, Trần Quý Thanh Tâm 276, Cherry Trần 276, Thanh Dinh 276, Thu Lý 276, Thanh Huê 276, Thảo Nguyên 276, Phường Nguyễn 276, Thảo Vi 276, Hương Đăng 276, Thương Bùi 276, Phan Hồng 276, Võ Thắm 276, Hồng Nguyên 276, Lê Nguyễn Quỳnh Tiên 276, Vinh Ngọc 276, Lương Huyền Mèo 276, Kim Hoa 276, Nguyễn Chí 276, Thanh Đào 276, Thu Phạm 276, Nguyễn Thị Tây 276 nữa em hết. Như lời em đã hứa từ nãy giờ chưa có được đâu, cho nên là còn tổng là 3 bệnh nữa. Nếu các chị không chia sẻ lại xin cho em và làm gì các chị không có thể em điện không hết. Trời ơi có 50 nghèo. Cứ thường mà bán một lần duy nhất vậy, xong đến khi các chị mua có sự chị giống như gọi là tin tưởng em tuyệt đối. Giống như gọi là không cần biết phải đấu vậy gì. Bây giờ cứ thấy tú bán là thứ nhất là cái hoa văn phù hợp, thứ hai nữa là vải tất nhiên tú bán là mình sẽ để được may áo dài. Còn cái chuyện mình không may áo dài thì mình về mình có nhu cầu sử dụng riêng. Nhưng ở đây là lâu lâu mới có được cái dáng này, tôi cứ mua đi rồi về tính. Lúc đó nhiều chị muốn mua nữa hỏi còn nó chỉ có Nguyễn Thị Lương 238, Trần Quý Thanh Tâm 238, Trâm Hoàng Trần 238, Yêu Nguyễn 238. Tú bán hợp đợt này giá giống như gọi là vừa bán vừa tặng rồi là chị mua thôi, còn ngoài ra tất nhiên phải em may áo dài, bán áo dài mà bài cho cái chị bán áo dài đi, cái chị không may áo dài thì cái chị may áo kiểu, cái chị may gì cái chị may đi, có phải là em bán cho cái chị vải thì về cái chị làm gì đâu. Vũ Hồng 238, Thảo Trần 238, Nguyễn Thơm 238, Loan Trân 238, Nguyệt Minh 238, Minh Thúy Đỗ 238, Thu Lý 238, Thừa Phong 238. Và các chị cứ để ý, một khi mà em đã bán cho các chị mà bán mà gọi là bán rẻ là rất rẻ, rẻ đến mức độ mình nhiều chị đến mức độ giật mình luôn, mới gọi là rẻ, mới gọi là sale nha. Còn sale 10.000, 20.000 cái áo được sale cho xấu hổ không chị ạ, nó tuyệt luôn á. Vũ Hồng 298, An Thúy 298, Đặng Hương 298, Phạm Kim Phượng 298, Bé Hô 298, Minh Thúy Đỗ 298, Non Đào 298, Đỗ Trang 298, Lê Bảo Khánh 298,
Alo 298. Thượng Phong 297, Thanh Trâm Đỗ 297, Võ Alisi 297, Thông Nguyễn 297, Nam Đào 297, Giang Đinh 297, Thảo Trần 297, Chí Lâm 297, Nguyệt Minh 297, Trang Minh 297, Yên An 297, Tô Thị Kim Nhàn 297, Võ Thắm 297, Tâm Linh Thi 297, Hà Nguyễn 297, Kim Phụng Huynh 297. Chí Lâm 220, Vân Hồ 220, Nguyệt Minh 220, Yên An 220, Trần Quý Thanh Tâm 220, Nguyễn Hồng Hải 220, Hồng Nguyễn 220, Thanh Ca 220, Phượng Nguyễn 220, Quỳnh Nga 220, Thanh Lưu 220, Ân Lê 220, Lương Phạm 220, Lê Hân 220, Pháp Phương Nguyên Hai Áo 220, Xuân Phạm 220, Kim Thanh 220, Võ Thắm 220, Sara Thi 220, Kim Phụng Huỳnh 220, Su Mi Dương 220. Nguyệt Minh 213, Giang Đinh 213, Tuyết Minh 213, Pháp Phương Nguyên 213, Hồng Nguyễn 213, Thảo Vi 213, Nguyễn Hằng 213, Võ Thắm 213, Trần Quý Thanh Tâm 213, Loan Trần 213, Hoa Đỗ 213, Mô Ca Chi Hạnh 213, Maria Ngô 213, Nguyễn Thị Tây 213, Thu Thanh Lê 213, Nam Như Nguyễn 213, Quyên Nguyễn 213, Tiffany Nguyên 213, Phương Nguyên 213, Yến Hiếu Vũ 213. Võ Thắm 287, Mô Ca Chi Hạnh 287, Chí Lâm 287, Nguyệt Minh 287, Trần Quý Thanh Tâm 287, Thanh Huê 287, Móng Tinh 287, Võ Ngân 287, Thương Bùi 287, Bùi Ngọc 287, Võ Alisi 287, Trần Mai 287, Ân Nguyên 287, Phạm Hương 287, Liên Đặng 287, Bé Nguyên 287, Hồng Nguyên 287, Kim Phụng Huynh 287, Thanh Thúy 287. 50.000 một áo chị Liên ơi. Trần Quý Thanh Tâm 224, Thanh Đặng 224, Phạm Kim Phượng 224, Nguyệt Minh 224, Vũ Hồng 224, Nguyệt Nguyễn Hai Áo 224, Hồng Nguyên 224, Nguyễn Thị Tây 224, Thanh Đặng 224, Maria Ngô 224, Nguyễn Trinh 224, Tâm Mi Phạm 224, Võ Thắm 224, Thảo Vi 224, Nguyệt Nguyễn Hai Áo 224, Dina Chu 224, Hoàng Hạnh 224, Nguyệt Minh 224, Nguyễn Mai Khanh 224, Lan Như Nguyên 224, Thi Ngọc Thanh Cao 224, Bạch Yến 224, Mai Thị Thu Hiển 224, Bé Nguyễn 224, An Yên 224, Hoàng Hạnh 224, Hương Đăng 224, Alicia Nguyễn 224, Bùi Ngọc 224, Nga Hoàng 224, Thu Tịnh 224, Quỳnh Phạm 224, Trâm Nguyễn 224, Ngân Phạm 224, Nguyễn Hương 224, Nguyễn Tươi 224, Huỳnh Kim Dung 224,
Nguyễn Trân 224, Ngân Phạm 224, Trần Như Quỳnh 224, Kim Phụng Huynh 224, Hải Nguyễn 224, Thúy Lê 224, Trần Thị Anh Đào 224. Treo cho cái chị mua em xuống em nhìn cái dịch mình 50 ngàn một áo. 237 cho em, nào lấy chị cái chị tốt. 237 đi. Áo dài Vi 237, Bùi Ngọc Trúc 237, Trần Như Quỳnh 237, Trần Quý Thanh Tâm 237, Bùi Nga 237, Phạm Hương 237, Nguyễn Linh 237, Thi Ngọc Khanh Cao 237, Phạm Nguyễn 237, An Nhiên 2 áo 237, Thu Tịnh 237, Loan Trân 237, Thảo Vi 237, Quỳnh Phạm 237, Huỳnh Kim Dung 237, Tâm Đinh Thi 237, Loan Trần 237, Nguyễn Thị Sang 237, Khánh Thân 237, Thu Phan 237, Thanh Dinh 237, Thanh Đặng 237, Lệ Quyên 237, Thu Lý 237, Phạm Kim Phượng 237, Trần Nhị 237, Trần Thị Thanh Trang 237, Thủy Tiên 237, Trần Ngọc 237, Thắm Nguyễn 237, Đỗ Thị Hoa 237, Lê Thu 237, Mỹ Trân Trần 237, Hải Nguyễn 237, Uyên Hoàng 237, Thủy Tiên 237, Trần Phan Diễm Trang 237, Nguyễn Thị Phượng 237, Bùi Nga thêm một áo 237, Bùi Ngọc Trúc thêm một áo 237, Cân Võ 237, Nguyễn Hằng 237. Nguyễn Mai 237. Nguyễn Hương 237. Nguyễn Liên 237. Ngân Hà Ngô 294, Maria Ngô 294, Bé Hô 294, Bùi Huệ 294, Khánh An Hổ 294, Trang Hà 294, Nguyễn Huệ 294, Nguyễn Mai Khanh 294, Bùi Nga 294, Bé Nguyên 294, Võ Thắm 294, Áo Dài Vi 294, Nguyệt Nguyễn 294, Lan Như Nguyễn 294, Giang Dinh 294, Mimi Bin 294, Thu Thanh Lê 294, Mai Thị Thu Hiền 294, An Nhiên 4 áo 294, Hồng Nguyễn 294, Nga Trần 294, Thi Ngọc Thân Cao 294, Cân Võ 294, Phương Đặng 294, Giang Đoàn 294, Thắm Nguyễn 294, Thâu Nguyễn 294, Thu Yến 294, Hành Nguyễn 294, Trần Quý Thanh Tâm 294, Bùi Oanh 294, Đỗ Trang 294, Người Dân 294, Nhiên Du 294, Trần Mai Lan 2 áo 294, Trần Mai 294, Nguyễn Minh Lan 294, Thanh Huê 294, Thủy Tiên 294, Phương Nguyễn 294, Nguyễn Diên 294, An An 294, Bùi Ngọc 294, Hoàn Thu Hường 294.
394 ăn hết rồi. An Thúy 228, Võ Thắm 228, Minh Anh Trần 228, Lâm Phượng 228, Lê Kịp 228, Trần Quý Thanh Tâm 228, An Yên 228, Thâu Nguyễn 228, Mai Nguyễn 228, An Yên 228, Maria Ngô 228, Bích Liên Nguyễn 228, Phương Khánh Vinh 228, Thảm Hương 228, Loan Kim 228, Nơi Trốn Bình Yên 10 Áo 228. Liên Đặng 228, Phạm Kim Phượng 228, Thanh Trâm Đỗ 228, Lan Cao 228, Thanh Huê 228, Nguyệt Nguyễn 228, Nguyệt Nguyễn 228, Giang Đoàn 228, Loan Trần 228, Kim Phụng Huỳnh 228, Thu Nguyễn 228, Tâm My Phạm 228. Nguyễn Mai Khanh 228, Nguyệt Minh 228, Thu Yến 228, Kim Hoa 228, Huỳnh Kim Dung 228, Phương Nguyên 228, Lê Thảo 228, Nguyễn Lan 228, Trường Linh Vũ 228, Anna K 228, Chí Lâm 228, Hồng Nhung 228, Nguyễn Loan 228, Sara Thi 228, Loan Đảo 228, Hồng Liên 228, Phan Liễu 228, Lo Nguyễn 228, Phan Hồng 228. Nhiều lắm đấy chứ, nhưng mà các chị ơi, em mai các chị gọi cho chị dặn đi. Mai mốt thế mà ngày nào mà một ngày đẹp trời nào đó mà em cảm thấy gọi là em thoải mái, em thích thì em lại khuyến mãi các chị thêm lần nữa. 262 cho em, giá 50.000 một tháng, chị nào lại chị có chị chốt 262 cho em. Ngày nào mà em cảm thấy gọi là nổi hứng gọi là thích ấy. Mình thích thì mình làm thôi. Thì em khuyến mãi cho các chị thêm lần nữa. Khoản cũng mặt giá 100.000 một khoản em. Các chị biết không, các bán hàng của em thích là bán thế nào, còn không thích thì có mua trong em cũng không bán, tại vì không có chuyện thì sẽ không có bán, mà không có nằm trong danh sách mình làm việc ngày hôm đấy thì mình sẽ không có bán. Trần Quý Thanh Tâm 262, Trâm Hoàng Trần 262, Khánh An Hồ 262, Vũ Hồng 262, Thâu Nguyễn 262, Áo Dài Vi 262, Hồng Nguyễn 262, Dung Tê Nguyễn 262, Thân Thúy 262, Võ Thắm 262, Nguyệt Nguyễn 262 2 áo, Phạm Duy Thanh Trà 262, Nguyễn Lan 262, Thi Ngọc Hân Cao 262, Yến Hiếu Vũ 262, Trâm Hoàng Trần 262, Hương Đặng 262, Hồng Nhung 262. Bây giờ em bán bằng này cho các chị thôi, từ nãy giờ em tính ra chắc sơ sơ cũng phải 300 áo chứ không phải ít cho các chị. Em bán cho các chị trước đi. Nói chung là cái này các chị đẹp rất là nhiều chị. Úi toàn gì mà đẹp vậy. Mua thử đi các chị. Mua thử đi các chị. Thử một áo thôi, đừng có mua nhiều. Mua nhiều thật sự luôn, là mai mốt là có muốn mua thì tính sau đi. Còn ngày hôm nay là giống như gọi là em nấu hứng bán cho các chị như vậy đi. Rồi các chị cứ mua thử đi, rồi các chị nhận thử đi. Rồi đẹp thì mình mua tiếp, không đẹp thì mình lại bái bai. Còn rất nhiều chị hỏi phải tạm nói với em, mắt em là ở vải đó là vải gì. Các chị ơi, em nói thật xin lỗi các chị nhé. Cái vải này
bây giờ em có nói cho các chị vải gì đi chăng nữa thì các chị cũng tin hay không tin là thì các chị còn chuyện em đặt tên cho nó hay không là chuyện đó của em, chứ còn kể cả cái vải gì ngoài thời điểm này và cái vải này là đang là lụa mango. Bây giờ em làm cái này các chị lụa gì các chị biết không? Sao các chị biết được? Làm sao các chị biết được? Các chị đừng có quan trọng vấn đề là em vui vải gì, còn đặc biệt là vải trơn nữa, chuyện với các chị nha. Em có đổ đến 1.000 cái tên không bao giờ các chị biết phải đó phải gì luôn. Còn các chị nhìn xem nhà em nha, vải áo dài cẩm tú. Nhiều chị là em ơi có size có số, nhà em bán vải không bán áo dài may sẵn. Em ơi vải nhà em may cái gì? Dạ chị ơi, trang nhà em là trang vải áo dài. Tất cả vải của nhà em các chị mua về là các chị đều may áo dài được, và các chị đều may quần áo dài được. Quần áo dài là đa số cho vải màu, còn các chị thích may bộ áo dài thì cái đó tùy mình. Còn nhiều chị vô em ơi vải này may được cái gì? Ôi trời đất ơi các chị ơi, cái quần đó các chị mua về, ví dụ cái khúc vải đấy các chị thích cái vải văn đấy, các chị về các chị may áo đầm, các chị may áo kiểu, các chị may đồ bộ, chứ đâu phải là mua vải áo về dài à, về xong chỉ các chị cần áo dài, chỉ may áo dài không, các chị không may được vải khác. Rồi ví dụ như chị hỏi em một câu như vậy này, có nhiều trường hợp các chị em bán vải trơn, em nói vải dày, nhiều chị nói may đồ vest được không, em trả lời liền cho các chị ngay thời liền luôn. Nếu em không nhìn thấy thì là em không trả lời mình, nhưng nếu em nhìn thấy em vẫn thường nói rất nhiều lần, và nếu em có nhìn thấy em nói rõ luôn là toàn bộ vải nhà em cho dù là vải dày cỡ nào thì dày tuyệt đối các chị sẽ không bao giờ may đồ vét được. Còn vì các chị nhìn thấy đấy, các chị vô cái trang nhà em đấy, vải áo dài mà các chị, em có bán, em có ghi ở dưới caption là chuyên may vét hay là may cái gì đâu các chị, không có. Cho nên là có thể là nhiều chị sẽ nghĩ nó ra sao một, tại vì bán online á nó khác hoàn toàn, còn vải người ta bán ngoài chợ người ta bán tất cả mọi thứ ngoài vải. Còn riêng nhà em hoa thì các chị may áo dài, không may áo dài thì các chị ứng dụng cái gì cũng được. Còn vải trơn thì các chị may áo dài hoặc bộ áo dài hoặc quần áo dài. Còn riêng đặc biệt đồ vest, các chị có phải công nhận với em không? Rất là nhiều chị hỏi em có may được vest không? Em nói thẳng thừng luôn và em nói rõ luôn. Và nếu em nhìn thấy là em trả lời liền. Còn nếu em không nhìn thấy thì thật sự các chị cũng hỏi thông cảm, là vì lượng comment nó lớn lắm, em không thể nào đọc hết cho mình được nha. Còn em chưa bao giờ khẳng định với các chị là vải của em may đồ vest được hết nha các chị nha. Cô Lê Me vải áo mẫu mặc, Nguyễn Loan vải áo mẫu mặc, Trần Lý vải áo mẫu mặc, Nguyễn Thị Hải Đường vải áo mẫu mặc, Ngọc Đỗ Bích vải áo mẫu mặc, Thu Tịnh vải áo mẫu mặc, Thảo Vũ vải áo mẫu mặc, Sầu Nữ vải áo mẫu mặc, Lê Sương vải áo mẫu mặc, Nguyễn Khánh vải áo mẫu mặc, Tú Võ vải áo mẫu mặc. Rồi ví dụ như là vải gấm, nhiều chị từ hồi nén giờ mình định hình ở trong đầu của mình là gấm với tơ tằm là mình chỉ may áo dài, nhưng các chị sai nữa rồi. Các chị cứ lướt, các chị một nếu một chị ngày một ngày chị nào mà lướt Facebook thật nhiều hoặc các chị lướt TikTok thật nhiều, các chị sẽ thấy những cái vải đấy là nằm trong những cái vải lụa và những cái chất vải mà những cái hàng gọi là hàng thương hiệu, người ta toàn may cái đó không á các chị, chứ vải gấm là các chị chỉ may áo dài không đâu. Có đâu các chị ơi. Vải áo Tú Mặc giá 100.000 một vải áo, không phải là lụa mango. Rồi còn mẫu 289 này nữa giá cho các chị có 50.000 rồi. Đưa đây, đưa đây. Chị chưa đọc mà. Đặc biệt là bán vải màu trơn, mỗi một lần bán màu trơn cho các chị là một lần em nói các chị trả lời là trả lời quái luôn, trả lời nhức đầu luôn á. Em có nói vậy chứ bây giờ em lấy chất vải chen như vậy và em đổ tên các chị không có biết là không có cách gì biết được hết. Anh Tuyết Nguyễn vải áo mẫu mặc, Ngô Mỹ Vũ vải áo mẫu mặc, Thắm Trần vải áo mẫu mặc, Nguyệt Nguyên vải áo mẫu mặc, Cúc Nguyễn Thị Cúc vải áo mẫu mặc, Thanh Thanh vải áo mẫu mặc, Ma Nguyễn vải áo mẫu mặc, Thu Nguyên vải áo mẫu mặc, Trần Quỳnh vải áo mẫu mặc, Lâm Phượng vải áo mẫu mặc, Võ Thắm vải áo mẫu mặc, Thơm Trương vải áo mẫu mặc, Hoàng Ngọc vải áo mẫu mặc, Huỳnh Kim Dung vải áo mẫu mặc, Đặng Hương vải áo mẫu mặc. Nguyễn Hằng hai vải áo mẫu mặc. Hiền Lê vải áo mẫu mặc, Thi Nguyễn vải áo mẫu mặc, Nguyễn Phụng vải áo mẫu mặc, Thanh Trang vải áo mẫu mặc, Lệ Trinh vải áo mẫu mặc, Tuệ Trương vải áo mẫu mặc. Cái giày chị thấy nó xoắn quá, để cho em chẳng có chịu.
Uyên Hoàng 289, Khang An Hồ 289, Nguyệt Minh 289, Trâm Hoàng Trần 289, Loan Kim 289, Quyên Nguyễn 289, Loan Trân 289, Nguyễn Liên 289, Song Nguyễn Văn 289, Đức Nguyễn 289, Võ Thắm 289, Uyên Võ 289, Thúy Huỳnh 289, Ngô Thị Hồng Lạc 289, Minh Tuyết 289, Trần Thị Anh Đào 289, Thủy Tiên 289, Nguyễn Hồng Hải 289, Thu Phạm 289, Hồng Nguyễn 289, Nguyễn Loan 289, Kim Phụng Huỳnh 289, Nấm Rơm 289, Võ Thị Hương Thảo 289, Bé Nguyên 289, Thanh Trâm Đỗ 289, Loan Đều 289, Tâm Võ Kim 289, Lệ Quyên 289, Thúy Huỳnh 289, Hồng Võ 289, Loan Như Nguyễn 289, Phương Trang 289, Thi Ngọc Phan Cao 289, Giang Lê 289, Maria Ngô 289, Vũ Đào 289, Nguyệt Minh 289, Mai Nguyễn Nam Áo 289, Nguyễn Hường 289, Trang Lê Thêm Một Áo 289, Trần Phan Diễm Trang 289, Bích Bùi 289, Huỳnh Thị Tuyết Nga 289, Thanh Trúc 289, Ngọc Nguyễn 289, Anna Thêm Phạm 289, Thúy Huỳnh 289, Đỗ Trang 289, Kim Đông 289. Khánh An Hồ 289, Việt Sinh 289, Nguyễn Thúy 289, Phương Trang Thêm Một Áo 289, Nga Đặng 289, Nguyễn Hồng Hải 289, Nguyễn Thường Vi 289. Nhung Tê Nguyễn 289. 289 là giá 50.000 một vải áo. Vải áo cúng mặc là giá 100.000 một vải áo. Nguyễn Nada vải áo mẫu mặc. Tống Thị Hồng Đài ba vải áo mẫu mặc. Tình Yêu Vẫy Gọi vải áo mẫu mặc. Hồng Nguyễn vải áo mẫu mặc. Phúc Hồng vải áo mẫu mặc. Dương Thị Thanh Thúy vải áo mẫu mặc. Nga Trần vải áo mẫu mặc. Phương Bùi vải áo mẫu mặc. Vũ Huệ vải áo mẫu mặc. Thúy Liễu vải áo mẫu mặc. Trần Thị Phượng vải áo mẫu mặc. Thanh Trang vải áo mẫu mặc. Nguyễn Phục vải áo mẫu mặc. An Yên vải áo mẫu mặc. Uyên Đỗ vải áo mẫu mặc. Nga Hoàng vải áo mẫu mặc. Nguyễn Vi vải áo mẫu mặc. Hàng Sát Tay 289, Bình Nguyên Long 289, Thùy Trang 289, Dương Nguyễn 289, Quỳnh Phạm 289. Đâu có bực này lên cho chị là cái vải áo chị mặc lên luôn thôi. Chắc là chị mở lên. Còn 289 còn trà, còn phải. Thùy Cao 289. Vải áo cúng mặc giá 100.000 thì vải áo các chị ơi. Vải áo cúng mặc không nhìn cũng có màu đô nha, cũng có ba màu lận. Nếu mà vải áo cúng mặc là tạm thời là nhà cũ có 122 áo. Trang Nguyễn vải áo mẫu mặc. Võ Anisi vải áo mẫu mặc. Yên Hồ vải áo mẫu mặc. Quỳnh Quỳnh vải áo mẫu mặc. Vậy là mới giá là cứ rửa để có 2 cây thôi. Chứ còn mà Võ Thu Nhung vải áo mẫu mặc. Nè con các chị, vải áo cúng mặc là giá 100.000 một vải áo. Còn 289 phòng tắm là mình nào lấy. Một cái màu này. Tổng là cái mẫu nha. Cái mẫu của cái vải áo em mặc là có 3 màu. Em đang mặc trên người một màu đi, em bán thêm các chị 2 màu được không? Nguyễn Đức Liên vải áo mẫu mặc. Thảo Thanh vải áo mẫu mặc. Ngân Hồ vải áo mẫu mặc. Trương Thị Chiêu vải áo mẫu mặc. Vải áo mẫu mặc giá 100.000 một vải áo. Chị nào lấy comment giúp em vải áo mẫu mặc ạ. À?
Phương Phương phải áo mẫu mặc. Đây nó có thêm một này, đẹp lắm. Nguyễn Nguyễn phải áo mẫu mặc. Võ Thu Nhung thêm một vải áo mẫu mặc. Em bán thắm vải, các chị ơi, em không có bán áo dài may mặc, cho nên là các chị hỏi em chịu sale thì nó không có liên quan gì nữa. Thắm Nguyễn Thi vải áo mẫu mặc. 210. Phương Khánh Viên 210, Phạm Thị Mộc Tuyền 210, Anna K 210, Tây Bùi 210, Thủy Cao 210, Loan Nguyễn 210, Nguyễn Thị Sang 210, Thiên Vi vải áo mẫu mặc. Ông chị nhìn thấy em ở trên live thì em già với lại là em to, chứ ở ngoài em mặc cái áo này cái eo em nó nhỏ xíu. Phương Đăng 210, Trần Quý Thanh Tâm 210, Trương Thị Chiêu 210, Ngọc Đỗ Bích 210, Vân Lưu 210, Nguyễn Loan 210, Thảo Thanh 210, Song Huy Nguyễn 210, Hương Điên 210, Chiêu Nguyễn 210, Tâm Mi Phạm 210, Song Huy Nguyễn dư cái xíu rồi xong. Loan Nguyễn 210, Đỗ Văn Dành 210, Nguyễn Hoài 210, Kim Thanh 210, Nguyễn Thúy 210, Thu Trần 210, Trần Trúc Anh 210, Tiếp Bùi 210, Nguyễn Nhạn 210, Nguyễn Mai Khánh 210, Giang Hàn 210, Khánh Anh Hồ 210, Về Chương thêm một áo 210, Thùy Hồ 210, Tân Xuân Nguyễn Thi vải áo mẫu mặc, Lê Hường vải áo mẫu mặc. Trần Thanh 210, Trang Minh 210, Út Nguyễn 210, Thảo Bùi 210, Phạm Thị Mộng Tuyền 210, Phương Phương thêm một áo 210, Ân Lê 210, Lê Hồng Kha 210, Trang Minh 210, Nga Trần 210, các chị có biết vì sao mà em tăng cường bán hàng này cho các chị không? Thì thật sự luôn á, nhà em hàng cao cấp rất là nhiều, ví dụ như ăn xin em cũng có, cái gì em cũng có hết, từ đến là lụa Thái Tuấn á, mà hàng hàng tơ tằm cao cấp em cũng có luôn. Nhưng mà em muốn các chị mua cái này này, thứ nhất là các chị muốn mặc áo dài cũng rất là ok. Thứ hai nữa là cái mùa này nó rất là nóng, cho nên các chị không sử dụng áo dài, các chị may áo kiểu hay may đồ bộ mặc ở nhà cho em cũng vẫn đẹp. Còn nếu mà để mà mặc ấy, không phải là không, các chị không đủ khả năng mua một cái áo dài 700-800 ngàn hay 300-400 ngàn đâu, em biết. Nhưng mà ở đây là bên em phục vụ theo rất là nhiều cái nhu cầu của từng chị, của từng cá nhân, chứ không phải là em chỉ chuyên một cái mặt hàng đó không. Cho nên là vì sao mà có nhiều khi các chị như ngày hôm nay, ví dụ như là chủ đề bên em không có bán Thái Tuấn ăn kim, rất là nhiều chị hỏi và bảo em like, nhưng mà không phải em không có hàng đâu, rất nhiều. Và hầu như hàng em lúc nào cũng có sẵn, chứ không bao giờ em order, các chị phải order hay gì hết á. Nhưng mà hôm nay chủ đề tụi em không bán tới thì chắc chắn sẽ không bán. Đó là nguyên tắc bán hàng online, chứ không phải là các chị yêu cầu là bán cái gì là chạy lật đật đi lấy cho các chị là không có nha. Minh Trang 210, Phụng Sinh Ly 210, Nguyễn Thị Huỳnh Liên vải áo mẫu mặc, Nguyễn Hoài vải áo mẫu mặc. Vô tình cái ngày hôm nay chị có thời gian xem live và chị muốn mua một cái áo thật là đặc biệt, hoặc là một cái gì đó mà chị đã từng nhìn thấy bạn của mình mặc rồi. Bây giờ chị muốn mua thì không thể nào được. Nếu nhằm vào cái lúc đó em bán thì chị cảm thấy ok thì chị chốt. Còn bán theo yêu cầu của các chị là rất khó, cho nên bán hàng online nó có cái thuận lợi, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái khó khăn đấy các chị ơi. Còn bán offline, thay vì online các chị mua hàng là với giá 100 ngàn, đúng không? Các chị mua offline á thì người ta chỉ chụp cho các chị được ví dụ như là 1, 2, 3, 4 mẫu phố đơn. Còn như online tụi em là một ngày có thể like đến cả 50 mẫu cho các chị lựa chọn. Thì đổi lại các chị mất thời gian đi mua hàng ở mua ngồi căn line, nhưng các chị sẽ mua được giá rất là tốt. Nhưng có một cái các chị lưu ý này nè,
các chị mua hàng online mới là hàng mới. Còn các chị mua hàng offline không bao giờ có nhiều hàng mới bằng hàng tụi em. Tại vì bán hàng online ấy, là bán hàng live stream ấy, chuyên live stream ấy, thì sẽ nhập hàng mới hàng ngày. Còn những người offline là nhiều khi một ngày bán được cho nó 20-30 áo đi. Còn một ngày bên live nhà tụi em có thể bán 2-3 ngàn áo là chuyện bình thường. Có nghĩa là một gấp 100 lần. Cho nên cái lượng mà để các chị mua được những cái mẫu mới thì nó sẽ rất là nhanh và đẹp. Mẫu này là em địa nó từ nãy giờ. Trời ơi, cái này mà không mặc thì ôi giời ơi, luôn mấy chế ơi. 100 ngàn một áo cho em nha. Hai một thơm còn chút nữa không? Có. Còn bằng này nữa thôi đó. Cứ lấy đi. Chị nói là chị mới gửi cho có 2 cây thôi, chứ còn chị lấy hết mà. Ngọc Diệp Trần vẽ áo mẫu mặc Bùi Ngọc 210, Hồng Võ 210, Hoa Nắng vẽ áo mẫu mặc, Nga Hoàng vẽ áo mẫu mặc, Cầm Tú Lương 210. Rồi, mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em nào. 464 cho em nhé, 100 nha. Chị nào lấy xét thì đóng xét luôn cho em. Hoa Ngô 210. Trường Liên Vũ 210. Còn 420. Em còn một màu nữa, đợi em một chút để mà. Trần Hân 464, Teresa Hảo Nguyên 464, Vũ Hồng 464, Thanh Thu Phạm 464, Hải Mỹ Dung 464, Trúc Phạm 464, Võ Thu Nhung 2 áo 464, Cẩm Tú Lương 464, Kim Xuân Hồ 464, Đinh Thúy 464. Teresa Hảo Nguyên 464, Bích Loan 464, Thu Ngọc 464, Hồng Nguyễn 464, Trần Mai Lan 464, Nguyễn Trâm 464, Nhung Phạm 464. 210 đã còn mà. Còn 4. Nan Như Nguyễn 210, Thúy Huỳnh 210, Nguyễn Nguyên 210, Lê Bảo Khánh 210. Bỏ cái Cẩm Tú Lương 210 lại. 464 chốt đi. Thiếu cái áo 210 bỏ Cẩm Tú Lương lại. Tuyết Nguyễn 464, Đỗ Mỹ 464, Nhung Phạm 464, Nguyễn Trâm 464, Kim Sương 464. Thảo My 464. 464 là giá 100 ngàn một vài áo các chị ơi. Hồng Nguyễn 2 áo 464. Vài áo Tú Mặc giá 100 các chị ơi. Trời, cái này mà không may ngày mai Tú Mặc may một tuần. Trời đất ơi. Rồi tiếp tục. Có màu này một cái chị y chang cái màu em mặc, nhưng mà em lựa cho các chị cái màu xanh ngọc, em thấy dễ thương lắm luôn. Giá 100 ngàn một vài áo thôi các chị ơi. Kim Phụng 464. Có được chưa? 011 cho em, giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 011 cho em. Quang Hảo 464. Hôm nay nhiều mẫu đẹp lắm. Sara Thi 011, Phương Thị Hồng Thúy 011, Võ Thu Nhung 011, Trần Mai Lan 011, Thu Phạm 011, Phan Nam Mũi 011, Hương Đăng 011 xếp, Trần Quý Thanh Tâm 011, Thảo Thanh 011, An Ni Si Nguyễn 011, Võ Thắng 011, Lê Hạnh 011, Kim Phượng 011, Nguyễn Đức Liên 011, Tuyết Nguyễn 011, Kim Xuân Hồ 011, Tân Xuân Nguyễn Thị 2 áo 011, Lê Thảo 011 xếp, Thu Yến 011, Hoàng Ngọc 011, Photocopy Gia Huy 011, Quyên Nguyễn 011 xếp, Kim Chi Trần 011, Xuân Nguyễn 011, Uyên Võ 011, Lê Thảo 011 xếp, Trần Như Quỳnh 011 xếp, Đinh Hồng Thêm 011, Đào Phan 011.
Vân Lưu 011. Loan Nguyễn 011 set, Trâm Nguyễn 011, Tiffany Nguyễn 011 set, Hương Mai Cao 011, Phạm Đông 011, Võ Thám 011 set, Quyền Phạm 011, Vân Phạm 011 set, 011 giá 100 ngàn một vẻ áo nha chị. Thiên Vi 011, 100 ngàn một vẻ áo nha chị, 200 ngàn một set ạ. Võ Thu Nhung 2 áo 204. Một trong những mẫu mà chắc chắn sẽ là best seller của nhà Tú Kim Hoa. Kim Xuân Hồ 204, Thái Mỹ Dung 204, Nhiên Du 204, Nhung Phạm 204, Lê Thảo 204 xếp. Cát Bụi 2 áo 011. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 204, Thiên Lan Nguyễn 204, Lương Hồng Nhung 204 xét, Thi Nguyễn 204, Lan Vũ 204, Phương Bùi 204, Nguyễn Thị Diễm Thúy 204, Phương Ngô 204, Khánh Duy 204, Ngọc Diệp Trần 204, Tuyên Đạo 204, Trang Vũ 204, Hồng Liên 204, Phương Đinh 204, Kim Xuân Hồ 204, Cẩm Tú Lương 204, Khánh Duy 204, Nguyễn Hồng Hạnh 204, Thanh Thúy Nguyễn 204, Dung Nguyễn 204, Tình Yêu Vẫy Gọi 204, Tuyên Đạo 204, Trần Duyên 204, Bảo Hồng Trương 204, Út Nguyễn 204, Hồng Nguyên 204, An Dương Nguyên 204, Hồng Nguyễn 204, Sinh Trần 204, Nguyên Đặng 204, Dung Nguyễn 204, Mai Phó 204. Cứ đọc đi Nhung. Phương Đinh 204, Lan Ngọc vẻ áo mẫu mặc. Vải em mặc là giá 100 ngàn một vải áo đấy các chị ơi. Thúy Huy, Thúy Huy 204. Đàm Thị Mỹ 204. Rồi giờ em thay thêm một cái này mà trưa nay em mới nói với các chị xong. Em mặc cổ thuyền, em thích vải này là em mặc cổ thuyền nhất. Tại vì thứ nhất là mặc nó rất là phù hợp. Thứ hai nữa là nó mát các chị ơi, nó mát tiêu luôn ý. Vì nó nóng quá em chịu không nổi, em nhìn thấy mấy cái áo ăn kia của em cũng thấy nó đẹp thật đấy nhưng mà nó nóng. Thôi mai vải áo mẫu mặc 204 phòng nha. Dạ. Yeah. Đưa cái áo đen trắng chị đây cho chị. Đưa cái áo cho chị cả. Dương Trần 204. Mấy áo em cũng mặc quá. Ba chị ơi. Đây, trưa nay mới bán cho các chị xong. Vải áo mẫu mặc giá 100 ngàn một vải áo nha chị. Chị nào nói comment giúp em vải áo mẫu mặc có co giãn nhẹ không hả? Dạ. Cái này là co giãn luôn chứ không có co giãn nhẹ nữa chị. Cái này là có độ co giãn nha chị ơi. Chứ còn có phân cử động thì gọi là co giãn nhẹ. Còn cái này là có độ co giãn luôn chị. Có Kim, độ co giãn thoải mái. Kim Chi vải áo mẫu mặc, Hồ Hải vải áo mẫu mặc, Tùng Lê vải áo mẫu mặc, Nguyễn Thao vải áo mẫu mặc,
Châm Nguyễn vải áo mố mặc, Vui Hoa Thi vải áo mố mặc, Tuyết Hoàng vải áo mố mặc, Thúy Lam vải áo mố mặc, Tuyết Nguyễn 204. Bên em bán vải không bán áo may sẵn à? Trần thì đúng vải áo mố mặc, Thu Trần vải áo mố mặc, Khôi đang vải áo mố mặc, Vui Hoa Thi vải áo mố mặc, Đi Hồng thêm vải áo mố mặc, Nhâm Trần vải áo mố mặc. Tân Hồng vải áo mố mặc. Chị ơi, 100.000 một áo nha. 100.000 một áo cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 2 3 năm cho em. 2 3 năm cho em giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 2 3 năm. Không may áo dài hả? May áo đầm cũng còn đẹp luôn chứ đừng có nói rồi các chị. Đỗ Trang 235, Nguyễn Hồng Hạnh 235, Hà Thúy 235, Huy Hoàng Đặng 235, Bùi Thị Cẩm Tú 235, Mai Nguyễn 235, Trần Thị Hoa 235, Nhung Phạm 235, Thu Mai 235, Giang Phan Thị Triều 235, Thảo Nguyễn 235, Nguyễn Thị Kim Hằng 235, Kim Hoa 235, Thanh Loan Nguyễn Thị 235, Thanh Lưu 235, Dung Nguyễn 235, Nhâm Trần 235, Pháp Phương Nguyên 235, Phạm Nguyễn 235, Thúy Huynh 235, Nina Nguyễn 235, Đặng Thị Mỹ 235, Tôn Nguyễn 235, Quyên Nam Áo 235, Hồng Nguyễn 235, Na Đoàn 235, Úc Lê 235, Tiếp Bùi 235, Nga Nguyễn 235, Thảo Nguyễn 235, Ngọc Hương 235, Ngô Mỹ Vũ 235, Thu My 235, Nguyễn Huệ 235, Evon Trần 235, Hùng Lê 235, Ánh Hiểu 235, Trần Nhị 235. Các chị ơi, các chị mặc nó thứ nhất là nó mát, thứ hai nữa là các chị biết gì ạ? Các chị biết gì không? Trời ơi, các chị ơi, ở ngoài rồi vào nó thiệt như nhung luôn đấy. Mẫu này em nói với các chị là
hoặc quất. Nguyễn Hồng Hạnh 214, Nguyễn Đồng Ngọc 214, Kim Xuân Hồ 214. Bông trên bông dưới, lúc mà các chị may lên cái may nó chỉ còn một chút xíu ở chỗ này thôi, và bông ở dưới chân thôi. Hai cái cửa tay ấy là các chị nói biết thở, quay lại lấy cho các chị một cái đầu này, là cái đầu này là cái này là cái cửa tay của mình có xíu xíu ngoe thôi, còn phần trên nó là trơn rất là đẹp bằng cái quần đầu. Lê Nguyễn 214, Lê Tôn Nữ 214, Ái Nguyệt Phạm 214, Xuân Nguyễn 214, Thái Mỹ Dung 214, Hồng Nguyễn 214. Giang Phạm 214, Bình Gấm 214, Mai Đoàn 214, Kim Xuân Hồ thêm một áo 214, Lê Thảo 214, Nguyễn Hằng 214, Lê Hạnh 214, Lương Thái 214, Molly Trần 214, Phúc Tân 214. 235 em hết rồi các chị ơi. Nguyễn Hoài 2 áo 214, Chế Thanh Tuyền 214, Khuyên Bùi 214. Bây giờ em có một mẫu này nữa, em lấy cho các chị. Châu Diễm 214, Tuyên Đào 214, Cẩm Tú Lương 214. Đặng Hương 214. Cái mẫu này này các chị này, các chị may cổ thuyền ấy, là cái chất vải này này, các chị may cổ thuyền là đẹp nhất. Còn hoa nhỏ nhỏ, hoa nhí nhí ấy, là các chị nên may là cổ tròn khác. Còn nếu mà các chị lấy cái dạng vải Nguyễn Phi 214 với bông chân với lại lập thể thì các chị nên hai bộ trường là đẹp nhất. Nó nét như là tôi nên luôn. Mà nền này thì nền một xanh đen nha. Khi các chị mặc các chị cố cho em thêm cái quần màu đỏ tươi vào cho em. Đây bây giờ mẫu đen trắng em nhanh lên này. Các chị có không may áo dài, các chị về các chị may áo kiểu, nhưng mấy cái áo kiểu em mặc cũng được. Còn không đặc biệt các chị may đồng cũng đẹp, mà các chị may trung quốc cũng đẹp luôn. Mẫu này từ trước giờ em bán thì em hơi bị tâm đắc luôn đó. 221 cho em các chị. Nguyễn Thị Ngọc Mai 214 xét. 221 cho em giá 100.000 một áo. Vibu 221, Nguyễn Hiền 221, Thu Hằng 221, Lê Sương 221, Heo Đất 221, Thái Mỹ Dung 221, Xuân Bình Nguyễn 221, Sang Nguyễn Vân 221, Nguyễn Liên 221, Nguyễn Hoa 221, Vi Bưu chỉ in 2 phiếu bỏ đi 1 phiếu, Hồng Nguyễn 221, Thùy Cao 221, Nguyễn Tú 221, Lê Thảo 221, Xét Khang Trâm Thân 221, Lê Bảo Khánh 221, Trần Phước 221, Hoàng Thùy 221, Nguyễn Hồng Hạnh 221, Vân Lưu 221, Nguyễn Hằng 221, Lành Trần 2 áo 221, Kim Anh Bùi 2 áo 221, Trần Châu 221. Đây, em bướm cho 221 em hết à? Này, cho các chị xem. Cách này mà các chị mặc, các chị có may kiểu gì các chị mặc em thấy nó vẫn gọn người. Tại vì thực tế là cái hoa văn này các chị mặc lên người, dáng người của các chị nó sẽ nào dáng từ xa là đến nhìn người là nó chí luôn. Yeah. 221 kết hả? Bỏ cái bill cuối này. Không, lâu nha, cái nhà chị cũng thấy được thì sẽ nói được cái điều cuối. Chị Thanh Đặng ơi, em hết 221 rồi chị. Mày đừng có đưa mình vào thấy khó rồi, rớt ra thì mắng. Đây nữa. Thôi bây giờ mày khỏi nói nhiều rồi chị đi. Tụi anh bỏ giá mà lên vào với chị. Chọn khá tay dài với chị, ngày mai thì con. Cái này là hàng lẻ, có đúng một hàng một cây này. Ngày mai mà có 10 cây một phát buộc là chị gom luôn, không nói một lời nào. Chọn khá tay dài với chị nha. Xin lỗi cái chị mua này để các chị may đọc thì không em thấy cũng còn đẹp chứ được không?
249, Bên Bên 249 3 áo, Kim Phụng 249, Xuân Bình Nguyễn 249, Phương Bùi 249, Hồng Nguyễn 249, Quỳnh Phạm 2 áo 249, Nguyễn Hồng Hạnh 249, Thái Mỹ Dung 249, Anh Hiểu 249, Nguyễn Thị Lệ Nương 249, Bảo Anh Hoàng 249, Ngân Phạm 249, Phúc Trương 2 áo 249, Tiffany Nguyên 249, Nga Nguyễn 249, Phạm Duy Thanh Trà 2 áo 249, Trang Minh 249, Võ Thu Nhung 2 áo 249, Ngọc Đỗ Bích 249. Gì vậy? 249 hết. Còn như đó. Sao? 5 chục áo. Chị Quyên ơi, 249 em còn bao nhiêu, em lấy cho chị bấy nhiêu được không? Chứ còn 50 áo em không có đủ. Chỗ này cỡ khoảng 40 thì đủ. Còn 50 thì có. Chị ok, còn bao nhiêu em lấy cho chị bấy nhiêu thì em chốt cho chị nha chị. Cái này là em nói thật sự, nhìn cái hoa các chị cứ nhìn kỹ đi. Có nhiều cái hoa các chị sẽ không bao giờ kiếm ra được, cho dù là mango. Mango là đầy chợ. Mango là đầy chợ luôn. Có khi một mẫu đấy mà đẹp á, nhà nhà người người nhập hàng. Có khi một mẫu đó là phải nhập mango một lần, là nhập một lần là trên 1.000 mét, 2.000 mét một hoa. Mà một mẫu đó là phải 5 cho tới 7 hoa. Thì rất là nhiều, hầu như còn số lượng rất là nhiều. Nhưng riêng cái này không được gì. Lâm Thị Hồng Hải 249, Bích Vân Bích 249, Phương Trần 249, Ngân Thúy 249, Trần Phượng 249, Uyên Nguyễn 249, Nguyễn Vi 249, Photocopy Gia Huy 249, Bảo Anh Hoàng 249, Kim Loan Dinh 249, Lê Thị Vinh 249, Nguyễn Đồng Ngọc 249, Nguyễn Liệu 249, Nguyễn Hằng 249, Tuyết Hoàng 249, Kim Xuân Hồ 249, Út Lê 249, Tiffany Nguyễn 249, Gia Như Hoàng 249, Sara Thi 249, Nguyễn Ngọc Thơ 249, Trần Dung 249, Thu Xuân Thái 249, Lâm Thị Hồng Hải 249, Võ Thị Hương Thảo 249. Nếu em hết. Okay, lấy chị cái này mấy đứa ơi, y chang như vậy luôn, nhưng mà màu cam đẹp không chị ơi? 249 em hết. Ok thì nói chung lấy chị nha, chứ còn hồi kém hẹn ra là đi đâu chị. Con bật em. Không chị nên đi. 201 53 em. Bây giờ bỏ cái 249 lại đây cho chị này đi. Cậu qua trái hay cho chị đi. Nếu có. Đó còn một áo hết trên bàn cũng vừa bỏ ra đó. Đây chị mặc một cái 201 cho em giá 100.000 này. Còn một áo đúng không? Vừa bỏ xuống một áo không? Cẩm Tú Lương 201, Nguyên Lê 201, Đặng Hương 201, Phan A Muối 201, Phương Bùi 201, Nguyễn Tho 201, Trần Phượng 201, Nguyễn Liệu 201, Vân Thúy 201, Lâm Thị Hồng Hải 201, Nhàn Nguyên 201, Hân Phạm 201, Quỳnh Hân 5 áo 201, Hồng Ngọc 201, Loan Nguyễn 201, Bin Bin 201, Thái Nhất 201, Rosie Phan 201, Hồng Nguyễn 201, Ngân Phạm 201, Sang Lê 201, Xuân Bình Nguyễn 201, Chi Mai Trịnh 201. Trước nhớ không? Kẹp giấy. 13 Trần 2 áo 201, Mỹ Nga 201, Nhung Hoàng 201, Đặng Thị Mỹ 201. Em đọc 2, em đọc chậm. Cứ từ từ đi, cô để đấy đi. Đọc chậm hơn 1 giây cho máy nó lấy đi. Sinh Trần 201, Yến Lê 201, Nguyễn Thị Lan 201,
Mai Hồ 201. Đổ cuộn giấy khác vô á. Thay giấy rồi. Thay nhiều quá, ngày mai cái đống giấy đó là mất đi luôn á. Vô anh kéo tủ chị có một cuộn giấy, thì lấy cuộn giấy cũ qua. Anh kéo tủ chị bị đó. Còn cái thằng này nó đọc xong đi rồi tính. Phương Đăng 201, Ánh Tuyết 201, Rosy Phan Hai Áo 201, Võ Thu Nhung 201, Thanh Thu Phạm 201 xếp. Liên Kim 201. Máy nó bị dơ á, nó bị lờn á, xong rồi cái giấy chỉ cần mà nó bẩn quá là ở trong nó có một cái quặn đó là nó sẽ không có đẩy cái trục lên được đâu. Ngọc Đỗ Bích 201. Không phải là quà giấy đâu. 201 còn. 201 em còn cái chị đúng rồi. Lê Thảo 201, Nguyễn Hồng 201 xếp. Và áo mẫu mặc em hết rồi các chị ơi. 21. Võ Thu Nhung thêm một áo 201. Nguyễn Minh Hương 201, Châu Nguyễn 201, Nguyễn Thị Ngọc Mai 201, Ngân Hà Ngô 214. Liên Nguyễn 201, Trần Gia Thuận 201, Nguyễn Thị Mỹ Lệ 201, Thục Trâm Nguyễn 201. Rồi đưa cái mẫu ra đây cho chị nào. À, xuất sắc không có điểm trừ, lấy liền. Chị ơi, 50 áo duyệt liền. Cái đó không có bill hả? Cái bị con phụng sao xuống không bill hả? Có cái có hay không mai. Phải bỏ hết vô nha, để mai còn biết nào. Các chị ơi, 258 cho em giá 100.000 một áo. Chút liền chị ơi. Còn bịch nào nữa không? Molly Trần 214, Giang Nguyễn 201. 201 hết rồi, đặt cái gì vậy chị Hai? 214 còn thôi. Hương Mai Cao 258, Nguyễn Hiền 258, Nhàn Nguyên 258, Nguyễn Vân 258, Thu Hằng 258, Kim Chi Lê 2 áo 258, Liên Kim 258, Trần Thị Hoa 258, Theo Đất 258, Đặng Thị Mỹ 258, Nguyên 258 5 áo, Võ Thu Nhung 258 2 áo, Hồng Nguyễn 258, Tuyết Nguyễn 258, Kim Lan Lê 258, Thao Vũ 258, Trương Hằng Họa, Trương Hằng Nga 258, Hồng Nguyễn 258, Phương Phùng 258 2 áo, Sandy Trần 258, Thúy Cao 258, BT Trần 258, Tuyết Bùi 258, Bằng Nguyễn 258, Trần Lý 258, Mèo Quý Tộc 258, Loan Kim Loan 2 áo 258, Nguyễn Kim Chi 258, Hồ Việt Hồng 258, Vân Lưu 258, Giang Nguyễn 258, Trần Hân 258, Cathy Nguyễn 258, Mai Hồ 258, Khánh Trâm Thân 258, Thu Hằng 258, Nga Hoàng 258, Châu Nguyễn 258, Thanh Thủy 258, Đỗ Thị Hoa 258, Nguyễn Thanh 258, Hồ Giang Hồ 258. Trời ơi. 258 em hết ạ. À? Bây giờ em mời các chị thêm đúng một mẫu này nữa mà lần này nữa mà các chị chê giống như trưa nay nữa là cả trưa nay nữa. 100.000 một set ơi. 200.000 một set nha. Khi nào lấy thì các chị chốt 242 cho em. Chọn này đúng không? Khi mà
242, Hồng Nguyễn 242, Nguyên Lê 242, Liên Kim 242, Lê Trinh 242, Phương Thúy 242, Bùi Huệ 242, Thơ Lan 242, Hồng Nguyễn 242, Kim Lệ 242, Phan Nam Mũi 242, Chiên Đan 242, Đoàn Tím 242, Trúc Trinh 242, An Thúy 242, Tiêu Bang Nguyễn 242, Sáu Trương 242, Hòa Lê 242, Nguyễn Khánh Vân Anh 242, Phương Phạm 242, Nguyệt Dân 242, Thảo Nguyên 242, Xét Hoa Nguyễn 242, Quyên Nguyễn 242, Chiến Nữ 242, Dung Nguyễn 242, Nga Hoàng 242, Xét Bảo Trân Nguyên 242, Xét Kim Anh 242, Mèo Quý Tộc 242, Kim Xuân Hổ 242, Tuyết Nguyễn 242, Ngô Thu Hằng 242, Nguyễn Hoài Hai Áo 242. Chị ơi, mẫu này là một góc bếp cổ Phạm 242. Mẫu này là một trong những mẫu bếp seller nhất. Chiều nay cái tặng các chị chưa nhìn thấy, cho em dơ lên một cái các chị nghiền liền. Nguyễn Thị Thúy 242. Mẫu mà chắc chắn ở dưới chợ là sẽ gọi là hot hàng ấy. Mẫu này á, mới về xong tức thì là mới về hôm chiều trưa ngày hôm qua ấy, là em sáng nay có cắt bán các chị về đây. Ở chợ nha chứ không phải nhà em đâu, tiện lắm. 100.000 một mảnh các chị ơi, chết phải là được mango các chị ơi. Đó, đẹp. Các chị mà cầm được ở ngoài tôi, các chị mới thấy xuất sắc như thế nào luôn. 247 cho em chế 100.000 một áo các chị ơi. Chị nào ấy thì các chị chốt 247 cho em, giống em đang mặc này, chị là được mango. Tiffany Nguyên 247, Út Lê 247, Võ Thu Nhung 247, Pháp Phương Nguyên Hai Áo 247, Thúy Thanh 247, Tiêu Bang Nguyễn 247, Tình Yêu Vẫy Gọi 247, Kim Xuân Hồ 247, Trần Châu 247, Tân Xuân Nguyễn Thi Hai Áo 247, Hương Đăng 247, Ba Định 247, Thủy Cao 247, Anna Phạm Hai Áo 247, Phan Đào 247, Thân Thị Trâm 247. Anna Phạm chị in dư một phiếu. Huyền Trang 247. Có mẫu này mấy bạn chưa có treo luôn, em lấy bán cho chị trước. Còn cái chị thích cho Huy đúng không? Ok rồi em. Đưa cho chị cái mẫu lập thể đem nghe cho ra đây chế bạn nào nhỏ. Chiều nay chị để lại cái đem kem rồi đấy. Hôm nay có hàng rồi đấy. Ngày mai đầu chị gom hết cả cái chợ rồi chị bán. Bạn bán đồ mango hay cái gì vậy ha? Để em tay dài, không may áo dài thì may đầm. U là trời, nó đẹp. Các chị ơi, 100.000 một áo nha, 216 cho em. Cầm cả hai vật lên cho chị. Nga Như Nguyễn 247. Đặng Hương 216, Nguyễn Hiền 216, Võ Thu Nhung 216, Nhà Nguyên 216, Thúy Cao 216, Kim Lan Lê 216, Tuyết Nguyễn 216, Hoàng Thủy 216, Trần Châu 216, Nguyễn Thị Thu Hồng 216, Cẩm Nguyên 216, Hòa Lê 216, Mai Hồ 216, Liên Trần 216, Lê Thị Hoa 216,
Tuyên Phạm 216, Nguyễn Thị Mỹ Lệ 216, Minh Chí Phan 216, Nguyễn Hồng 216, Nguyễn Thị Thúy 216, Hồng Nguyễn Hai Áo 216, Phan Dung 216, Gia Huy 216, Hương Quỳnh 216, Hân Thị Trâm 216, Đỗ Nhung 216, TD Sa Trần 216, Nga Nguyễn 216. Thúy Hinh 247, Tuyết Hoàng 247. Kim Dung Lê 216, Thanh Hoàng 216, Chiến Nữ 216, Nguyễn Hoài 216. Để đủ mặt cho các chị xem nha. Lên Hà Ngô 216. Dung Kim 216, Quân Phạm 216. Riêng cái bi này, riêng cái lô bi này, hàng dễ bằng với lại hàng này. Nhưng đúng 10 giờ em sẽ chi âm cho các chị, em bớt các chị mỗi một áo là 10.000. Bi này là ở ngoài chợ này các chị nào. Không có ai có 1 mét luôn. Nè các chị nhìn thấy bi nhà em chưa? Mango thì ai cũng bán giá 100.000 đúng không? Các chị nhớ là bi nhà em cũng bán, các chị có những cái mã hàng em nói em có một coi bán các chị giá 80. Cái này em không bớt được các chị một cách nào, nhưng mà em bớt cái lời của em ra đấy. Coi như một cái áo dài của Mango là đa số lợi dụng, nếu nó không có lợi cũng có đâu. Cũng được các chị 10.000 đến tới 15.000, nhưng mà nếu bớt một áo 10.000, 100 áo là bớt hẳn đi 1 triệu luôn. Thục Trâm Nguyễn 216, Hồng Nguyên thêm một áo 216. Thế đấy, em thấy mẫu này mà các chị không lấy là hơi bị tiếc luôn. Đẹp lắm luôn đó, may của Quyền tay dài mà cũng hơi bị xinh. Còn mẫu này các chị không lấy áo dài đúng không? May đầm cho em thử coi có xinh không. Đây, em có cái mẫu này. Cái mẫu này nó gần giống như mẫu trưa nay áo em mặc đó. Và em có cả cái mẫu áo em mặc luôn, từ trưa nay em mặc áo kiểu với các chị nhớ không? Các chị không những mặc áo dài nha, em mặc những này những kiếm cái áo dài cho chị không? Nếu chị có mặc một cái áo dài, bữa nào đi bữa nào là kiếm ở trong bên cái vật của bên kia. 100.000 một áo các chị ơi, trời ơi người ta lên đồ may sẵn người ta bán, các chị thử động mà thử xem con, toàn 700-800 ngàn một triệu mấy một cái áo kiểu, chưa có nói tới cái đầm đâu. Cái đầm nó may bây giờ nó may nó xếp như vậy thì các chị nhá, xếp xong ở dưới nó cũng xếp một chút xíu. 700-800 cái chiều 2 một cái không? 280 cho em, giá 100.000 một cái nha. Cái hoa này đẹp. Hoa này là Trần Thị Ngọc Nga 216, Trinh Lê 216, Tiffany B Nguyễn 280, Kim Lan Lê 280, Lê Thị Hoa 280, Tiger Bụi 280, Nhàn Nguyên 280, Nga Dương 280, Anna Lê 280, Tiffany Nguyễn 280, Thảo Nguyên 280, Hương Đăng 280, Sương Sương 280, Trần Thị Ngọc Nga 2 áo 280, Hương Thúy Trương 280, Tuyết Hoàng 280, Vũ Dung 280, Hồng Nguyên 280, Nhiên Du 280, Nga Nguyễn 280, Hân Phạm 280, Tà Nguyên 280, Nguyễn Thị Thúy 280, Mai Loan 280, Nguyễn Thị Kim Hằng 216, Lan Ngọc 216, Ngọc Thủy 280, Dung Kim 280, Nguyễn Hoài 2 áo 280, nếu mà chị nào lướt lướt thì sẽ thấy người ta lên đồ máy phẳng đấy.
gọi là đồ thiết kế là có cái khoe này của em này. Nhiều chị còn đang là hỏi có cái mẫu áo này mà vải ở đâu chị cho em mua với. Em nè, Cẩm Tú nè, ghế cho em là có hết. Thế Nguyễn 280, Lan Lê 216. Em nè các chị ơi, em nè. Em đây, giá nhà em mua là có, giá rất là mềm mại luôn, 100 ngàn một áo, 2 mét khủng 1 mét 6, nếu chị may áo kiểu là chị mua của nhà em 100 ngàn, ship đến tận nhà chị về chị may hẳn được 2 cái áo kiểu, còn nếu chị muốn may một cái đầm, thoải mái luôn. Vân Hà Ngô 280, Nguyễn Kim Phụng 280. Tổng 5. Em đây, các chị nhắc tên em cái đi các chị. Cho nhiều chị không biết thì kiếm cái vải đấy nha, em có này các chị. 293 cho em giá 100 ngàn một áo các chị ơi. Cái mẫu này này các chị là nhìn nó kỳ quặc kẹo lắm. Hồi đấy em mặc cái áo sơ mi, trời ơi em mặc mà các chị cứ vô em mặc áo túi mặc em mẫu. Hôm nay em đâu có mặc áo dài đâu mà cái mặc áo túi mặc là sao mấy chị. 293 cho em nha. Vân Hoàng 280, Nguyễn Hiền 293, Đa Phi 293, Nguyễn Hoa 293, Mai Đoàn 293, Đặng Bích Hòa 293, Thúy Nguyễn 293, Phan Dung 293, Nguyễn Thị Phương Mai 280. Dương Thị Mỹ Cúc 293. Em đây các chị ơi. Thanh Hoàng 293. Lan Ngọc 293. Tuyết Hoa 280. Nguyễn Hương 293. Tụi mày dễ chị quen. Chị chỉ một lần là chị nhớ còn nhiều hay còn ít. Nên chị đấu hố tụi mày lấy từ từ mà. Mà hết một cái một là rồi. Trương Hà Nga 293, Tuyết Đoàn 293. Tiếp luôn. Kim Lan Lê 293, Đỗ Mai 293. Một ngày nhà em có hai line mà chị mua thì bên em sẽ tự gửi đơn cho mình, có yên tâm nha các chị. Em gửi các chị nhiều đơn hàng em bù cho lục bù lỗ của các chị, chứ là có các chị có thể trả em 1.000 tiền phí rồi, các chị cứ yên tâm. 254 cho em giá 100 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 254. Ôi sao ngộ nhỉ, sao ngộ nhỉ, cái mẫu mà mình thích nhất thì mình lại bán ế nhất. 54 hay 52? 252. Cái mẫu mà mình tâm đắc nhất thì mình lại bán ế nhất. Ngộ thế. Quá trời quá đất, nó ngộ nghĩnh rồi. Hoa này ở ngoài như dùng với như hoa thật đấy các chị. 252 cho em 100 nghìn. Đa Phi 252, Nguyễn Hoa 252, Tiffany B Nguyễn 252, Lê Hồng Kha 252, Hòa Lê 293, Anna K 252, Vân Hoàng 252, Messi Dương 252, Lê Hồng Kha 252, Nguyễn Hoài 252, Võ Thu Nhung 252, Như Ý Nguyễn 252, Anh Thúy 252, Trần Thị Ngọc Nga 252, Nguyễn Hồng 252, Phương Trang 252, Nguyễn Bé Thỏ 252, Ngân Hà Ngô 252, Huyền Chi Trần 252, Thúy Hinh 252, Xuân Lan 252 xét, Kim Anh 252, Dương Thị Mỹ Cúc 252, Phan Dung 252, Hoàng Hoàng 252, VV 252, Hoàng Thủy 252, Xuất Trần 252, Minh Chí Phan 252, Lan Ngọc 252, Teresa Trần 252 xét, Thúy Trinh 252. Cái mẫu mà em cảm thấy em tâm đắc nhất thì em phải bán ấy nhất. Ngộ quá trời.
Ngọc Trần 252Z. Thân Thảo 252. Tuyết Nguyễn 252. Nguyễn Hiền 244. Tiger Bùi 244. Nguyễn Thị Thúy 252. Thu Vũ 252. Thu Vũ 244. Thơ Lan 252. Trương Hằng Nga 244. Kim Lan Lê 244. Ở dưới cuối cùng ấy, nó có một cái mẫu đèn đen mà hoa một tím của cái chồng ấy luôn. Lấy ra đây cho chị đi mà. Không nghe tao đừng lấy 244 nha. 244 phẩm của 244. Đèn hơn 2 ám. Em nhìn thấy cái đèn đen 2 tím không? Như cuối cùng á, sáng nay chị nói đi, nhưng không nó lấy ra Lê Sương 244. Đúng rồi. Chiều nay em nói con bé chọn một cái lấy chai mà chắc nó quên với các chị. Giờ em phải lấy chai bán cho các chị. Đúng 10 giờ nha, em bán chấm đi cho các chị. Em tính các chị, em bớt cái lời của em thôi. Em tính các chị 90 ngàn một áo. Với lại nhà em có về cái lô mà của cái tơ tầng này là các chị. Nhưng mà hôm nay nhiều màu mới á. Vải áo mẫu mặc em hết, em không chốt đơn vải áo mẫu mặc. Các chị nhận cái này của nhà em có phải giống tường vi của nhà người ta không? Có giống. Hôm nay mới về nhiều màu, toàn màu mới không? Đúng không? 291 đúng rồi. Lấy 291 hả các chị? Mẫu này này. Sang vô cùng luôn, có may áo đầm cũng đẹp luôn. Lê Hoa 291, Tiffany B. Nguyễn 291, Hoàng Ngọc 291, Đặng Bích Hòa 291, Võ Thu Nhung 291, Huyền Chi Trần 291, Hạnh Vân 291, Liên Trần 291, Hằng Hồ Thị 291. Đỗ Mai 291, Tuyết Nguyễn 291, Kim Xuân Hồ 291, Xuân Lan 291, Võ Thu Nhung thêm một áo 291, Mai Phạm 291, Hồng Nguyên 291. Cho chị phun màu lên luôn nha. Hôm nãy chị có mang cái áo tường vi của chị xuống một xanh đen ấy, mà giờ không biết chị có mặc nổi không. Đúng lắm chứ. Mẫu may quá. Một trong những mẫu em không may thôi chứ em xin lỗi chị, cho em mà may cái áo này em mén cả ngàn đấy. Trước em mặc một lần ấy, em lượn một phát một lần nó hết. Cay và liền luôn ấy. Ba không không cho em nha các chị nha, 100 nghìn một thằng. Tiffany Nguyễn 300.
Phan Vân Nguyễn 300, Bùi Thị Cẩm Tú 300, Sương Sương 300, Trần Thị Ngọc Nga 300, Võ Thu Nhung 2 áo 300, Hồng Nguyễn 300, Nguyễn Hoài 300, Nguyễn Thị Thúy 300, Nguyễn Thị Phượng 300, Tuyết Nguyễn 300, Hồng Thuận 300, Sương Sương 300, Hồng Thuận 291. Cho em 100.000 một. Có bằng này thôi. Võ Thu Nhung 2 áo 232, Cát Đặng 232, Nguyễn Nhẹ 232, Hồng Thuận 232, Đặng Bích Hòa 232, Anna K 232, Phi Lê 291. Em lấy ra nó có một cái vật mà đèn hoa của nó hơi sáng sáng kia kìa Hương. Nó nằm ở dưới cái mẻ này. Đó. Ừ. Chị mà không bán được cái mẫu này chị tức ạ. À. Chị tức là ngày mai mà chị đi kiếm được cái quần áo này bác đang sản quần của chị rồi. Chị mà kiếm được cái quần mango đỏ là thế là chị cũng may đeo. Áo mẫu mặc em hết rồi các chị ơi. Mẫu này mà. Hôm nay chị ấy chị xuống chị tiện quần cho em ấy. Em mà kiếm được cái quần mango đỏ là chị sẽ thấy em mặc cái áo này với cái quần mango đỏ tươi luôn. Em thích cái màu này lắm luôn ấy. Ở ngoài nó xám chì rồi các chị. Tuy là nó tối, thực sự là nó rất là tối. Nhưng mà trời ơi nó sáng. Chứ không phải nó tối mà nó già, trời ơi nó tối nhưng mà nó rất là hay luôn á. Tối, tối mù, tối mịt luôn á. Nhưng mà ở đây là những cái hoa này nó điểm nhấn của nó màu đỏ. Hôm nay mà tối thêm phần màu đỏ rồi, tối là ôi luôn. 100.000 một áo các chị ơi. Châu Nguyễn 904, Đặng Bích Hòa 904, Hồng Thuận 904, Anna K 904, Thân Thảo 904, Thúy Nguyễn 904, Nguyễn Hồng 904, Kim Chi 904, Tuyết Bùi 904, Nga Nguyễn 904, Nguyễn Thị Phượng 904, Ngô Ti Nguyễn 904, Nguyễn Thị Thúy 904, Đêm Phương Bích Ngọc 904. 904 là giá 100 nghìn một áo. Các chị cứ mặc dạng nhà chứ chị có Phước Trần 904 thôi, chị mặc thử cho em con. Ngân Hà Ngô 904, Molly Trần 904, Bùi Huệ 904, VV 904. Thùy Trang 904, Chi Nguyên 904, Trần Lý 904. Quay nha, quay nha. Một áo hết rồi. Còn hai nhưng mà. Huyền Hoàng 904, Xếp Tuyết Nguyên 904. Em có y chang như vậy mà màu đỏ thôi. Mày nghiêm trọng dữ vậy Nhung. Mình nghiêm trọng dữ vậy Nhung. Ngân Hà Ngô 422. Các chị ơi em trở về cái áo của em mặc màu đen đỏ kia nha. Chứ cái áo này mặc khỏi hoài luôn à.
058 cho em giá 100 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 058 cho em nha các chị nhé. Thôi ở đây còn chị hai cũng có lấy ra mẫu á. Từ từ đến Tiffany B Nguyễn 058. Nguyễn Thị Kim Anh 058. 058 cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 058 cho 085. Em. 085. Ủa 085. Đặng Thị Tuyết Nhung 058. Chốt 058 luôn đi các chị ạ. Bốn hai hai mà cũng hết rồi. Hết rồi. Con cái một đã nói đi kiếm đồ cổ mà bán rẳng lắm. Bán rẳng ơi rẳng luôn á. Các chị thấy đồ nhớ của em chưa? Em mặc nhớ là nhớ ghê lắm. Chỉ cần em lướt một phát bộ em biết cái đó còn mấy áo. Mà cái mẫu nào mà các chị thấy em mời các chị mà em nói em đi lấy là các chị phải nhớ là như vậy. Em có một cái duy nhất là một cái mẫu nào mà đúng nằm trong tâm trí của em là em nhớ ghê lắm. Hàng Lê 058, Trương Hằng Nga 058, Kim Lan Lê 058, Thúy Bùi 058. Có nghĩa là cái mẫu nào mà nó có ấn tượng với em á, và giống như là em thích ấy, là em nhớ ghê lắm. Một áo em cũng đều đã được bán cho các chị á. Bởi vậy cho nên mai mốt mà nếu mà em có phát triển cái mã là bữa em về nhà soạn đơn với lại soạn hàng thì nhớ trẻ các xe cho em theo giờ nha, chứ làm trong này em không làm. Trần Gia Thuận 058. Các xe theo làm theo giờ nha các chị, chứ còn làm theo ngày như thế này. Tại vì nếu mà một mình em có thể làm được 7 hoặc 7 bạn nhưng mà em làm theo giờ thôi. Trời ơi, thôi đi. Tính các chị 90 ngàn một áo nữa. Cái này hôm nãy còn áo thú mặc hả nhung? À, áo thú mặc. Rồi cái này cũng áo thú mặc. Không, 2-3 năm. À, đây. Nè, lấy đi, trời ơi nó đẹp thôi rồi luôn. Là cái mẫu áo đầu tiên hôm nay em mặc đấy. Xinh lắm. Ở ngoài này các chị gờ trên bề mặt nó như nhung ấy. Mà cái màu này này các chị lớn tuổi mặc cũng ok, các chị nhỏ tuổi mặc cũng ok, các chị may áo dài mặc cũng đẹp, các chị may áo kiểu cũng được, các chị may đồ bộ cũng được, may đầm cũng được luôn. 100 ngàn một áo nha các chị ơi. Rồi em đi vô em lượn áo này nha. Còn tơ tằm nữa chi mày. Thôi. Các chị ơi, đám cho em hôm nãy là vài áo tú mặc hôm nãy ấy, các chị. Khi nào lấy rồi thì đừng chốt lỗi giúp em nha. Quỳnh Nguyễn 058. À. 058 còn nha. Mấy chị nào chốt rồi thì các chị đừng chốt nữa. Huỳnh Thúc Thanh vải áo mẫu mặc, Thúy Bùi vải áo mẫu mặc, Diệp Ngô vải áo mẫu mặc, Kim Lan Lê vải áo mẫu mặc, Quỳnh Hân vải áo mẫu mặc 10 áo, Trương Nguyễn vải áo mẫu mặc, Diệp Ngô vải áo mẫu mặc. Vải áo cũng cầm. Thu Vũ vải áo mẫu mặc, An Nguyên 23 vải áo mẫu mặc, Nguyễn Bé Thọ vải áo mẫu mặc, Thuy Vang vải áo mẫu mặc, Phan Nam Muối vải áo mẫu mặc, Hoa Phạm vải áo mẫu mặc, Lê Thảo vải áo mẫu mặc, Thủ Thư vải áo mẫu mặc. Áo mẫu mặc là đen đỏ nha chị ơi, không phải áo mẫu mặc đen trắng đang mặc đâu ạ. Thương lắm luôn á. Ủa 57 áo đưa con bật cho chị ha. Đây. Đưa nhiều màu cho chị mày. Đưa nhiều màu cho chị bán, cái chị đọc kiểu gì? Hả? À, mày, lặng lặng đến chế mày. Anh lên đồ này tới bill này. Bây giờ này bây giờ bill hai áo xuống phải 20. Đọc hẳn năm màu này con nhung chốt đi. Nhung chốt đi. Nhung chốt đi.
Mẫu màu đen trắng em thấy rồi chị nhiều ơi. Chị giá nhiêu mà? 90. Màu áo em đang mặc mà màu đen trắng là hết rồi chị. Nhưng lại có 213 rồi. 213 giá 100. Thì bây giờ đằng này cũng phải đi Van Lee Bill Nguyễn 213, Đức Nguyễn 213, Thanh Nguyễn Giang 213, Hương Trần 213, Trần Phương 213, Trang Huynh 213, Phan Dung 213, Hoàng Lê 2 áo 213, Trình Tĩnh 213, Lương Thái 2 áo 213, Hoàng Tố Quyên 213, Đỗ Hoài 213, Cúc Thị 213, Hoàng Ngọc 213, Lan Ngọc 213, Ngô Thị Hồng Lạc 213, Trần Bi 213, Tuyết Đoàn 213, Tòa Dừa 213, Đào Phan 213, Mai An Nguyễn 213, Phạm Thanh Bình 213, Thúy Hương 2 áo 213, Anna Lê 213, Nguyễn Bé Thọ 213. Các chị ơi, lâu lâu mới có cái màu này, các chị có không lấy thì tiếc lắm. Tiếc vô cùng tiếc luôn. Mà để vậy em còn giảm cho các chị được thêm mỗi một áo là 10 ngàn. Phương Lê 213, Nguyễn Kim Chi 213, Hoa Cao 213, Nguyễn Thanh 213. 90.000 một vải áo, các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 213 cho em. Các chị thấy em bán không? Em mà bán cho các chị này. Ví dụ như chấm bi đen trắng này, chấm bi đỏ này, chấm bi nói chung là mấy cái màu căn bản nó thật xin lỗi với các chị chứ. Có mà đầy. Trời ơi, cái màu da nó phải. Tiffany Nguyễn 213, Trần Tuyết 213, Mai Hồ 213, Thúy Trần 213. Đứa nào nó phối cái bộ áo này sao đẹp dữ vậy mày. Sao mà hôm nay tụi mày phối cái level của Nguyễn Thị Thúy 213. Tao tưởng tụi mày phối màu đen chứ hóa ra tụi mày phối màu nâu đen. Vậy là tụi mày đánh lên được rất là cao rồi đấy. Rất đẹp rồi đấy. Còn áo nữa. Đoàn Hồng 213, Vân Thúy 213. 120 cho em các chị ơi. Các chị ơi, nó phối cái quần này này không phải là màu đen đâu, mà nó là màu nâu đen đấy. Ở ngoài u là chàng ơi, nó xinh xẻo luôn. 90.000 một áo các chị ơi, 120 cho em nha. Em một bài trên này còn không? Nguyễn Hiền 120, Đặng Bích Hòa 120, Lê Minh Trang 120, Phạm Cúc 120, Tiffany B Nguyễn 120 xét, Lê Sư 120, Hoa Tường Vi 120, Anna K 120 xét, Nguyễn Hồ 120, Tuấn Sâu 213, Đặng Bích Hòa 120 xét, Nguyễn Nguyễn 120, Thúy Hinh 120, Trần Tiết 120, Đinh Phương Bích Ngọc 120 xét, Hoa Tường Vi 120, Thanh Nguyễn Giang 120, Nguyễn Cali, Uyên Cali 120, Phương Đặng 120 xét, Lê Hồng Thu 120 xét, Ngọc Uyển 213 và 120. Chị BB chốt đơn vui lòng comment giúp em thêm số điện thoại chị ơi. Ali Nguyên 12, Ali C Nguyễn 213. Quần dài là 2m, cổ 1m6 Trần Thị Ngọc Nga 120. Đỏ như chất tiên. Xinh. Nguyễn Nguyễn 120 xếp. Các chị ơi, có tổng là 5 màu, mỗi màu em dẹp cho các chị là cứ một áo một chị là em dẹp cho các chị 10 ngàn, còn là 90 ngàn một vải áo nha. 656 Hồng Nguyễn 120, Tiffany B Nguyễn 656, Anna Phạm 656, Góc Bếp của Phạm 656, Thiên Lan Nguyễn 656, Nguyễn Hồ 656,
Trần Gia Thuận 656, Hoa Phạm 656, Huyền Chi Trần 656, Kim Vân Bùi 656, Lê Hải 656, Tình Yêu Vẫy Gọi 656. Dạ, thông tin nhà may bên em nhắn tin bên Messenger cho chị Annie Xin Nguyễn ạ. Bên em có hai nhà may Tân Uyên và Phong Trần ạ. Trần Gia Thuận 656 set, Hương Nguyễn 120. 830 cho em. Thúy Lưu 656. Lấy cho chị cái mẹ đi. Góc bếp của Phạm 830, Loan Phạm 830, Phương Trang 830, Hương Đại 830, Thu Hoàng 830, Nguyễn Hoa 830, Tiffany B. Nguyễn 830, Nguyễn Hiền 830, Mai Anh Nguyễn 2 áo 830, Hồng Thu 830, Phạm Cúc 830, Trang Linh 830, Tuyết Nguyễn 830, Ánh Tuyết 830, Trần Thị Diễm Thúy 830. Phương Nam 830, Nguyễn Nguyễn 830, Nguyễn Thúy Kiều 830, Phan Thiên 830. Bi em thấy người ta may đồng á. Bí Ngô 830, Tiffany Ngô 830. Không những may đồng, may áo dài, chúng ta cũng xinh quá trời. Vậy em xin các chị có 90 ngàn nè. Katine 8302 áo, Giang Nguyễn 830. Nhưng mà chị nói nó lấy phim màu thì đến thử coi này, bán từ giờ đến 11 giờ hết không Nhung. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. Đây là 15 màu, là màu nào cũng là màu là còn nguyên si nguyên bản nha. Còn những cái màu mà rớt lại 5 áo, 7 áo nữa, nó bay ra đây cho khoảng 3 bịch nữa thì bán cái một lô hàng này nó 20 mấy màu hả? Lấy chẳng ơi, con nhỏ này mày rằng lắm mấy phục ơi. 7 áo với một áo màu đỏ. Trời ơi nè trời. Không thể chịu nổi. Kim Loan Dinh 830. Vài áo túi mặt hết rồi tình yêu ơi. Kim Vân Bùi 830. Nguyệt Hồ 830. Trần Như Quỳnh 830. Bùi Thủy 830. Còn màu đậu xanh đấy các chị, khi nào lấy thì các chị chốt 4,3 cho em nha, 90 ngàn một áo. Miễn phí ship nữa, là tính ra các chị mua cái áo này với giá của nhà em là rất tốt. Chị Mai chúc ơi, đơn hàng của chị nếu có được đọc tên rồi thì sáng mai nhân viên mình sẽ liên hệ chốt đơn với mình. Còn tin nhắn tự động thì có lúc có lúc không, thì bên phần mềm hỗ trợ, có nhiều khi không có hỗ trợ tin nhắn tự động thì. Nguyệt Hồ 473, Hoàng Tố Quyên 473, Trần Thị Tuyết Hạnh 473, Lê Sương 473, Tiffany B. Nguyễn 473, Phương Trang 473, Nguyễn Thu 473, Hoa Nắng 473, Thiên Lan Nguyễn 473, Thủy Ca 473, Giang Nguyễn 473, Trần Như Quỳnh 473, Lệ Quyên 473, Xuân Rồng Hoa 473, Maria Loan Nguyễn 473. Góc bếp của Phạm 473, Anna Phạm 473, Phương Anh Nguyễn 473, Phạm Cúc 473, Kim Vân Bùi 473, Tuấn Sâu 3 áo 473, Nguyễn Hiền 473, Anna Vũ Nguyên 473,
Trần Như Quỳnh 473, Teresa Trần 473, Anna Phạm 473, Phạm Linh 473, Phan Phượng 473 xếp, Nguyễn Nụ 473, Trần Thị Mỹ Vân 473, Trần Thị Ngọc Nga 2 áo 473, Ánh Tuyết 473. Lụa mango giá 90 hỗ trợ phi ship cho mình luôn nha chị. Còn lô này thì em vẫn dư giá các chị 80.000 một hàng. Các chị lấy thì các chị đóng cho em là mè đen. Vẫn hỗ trợ giá tốt được cho mình. Nhà ai không có hỗ trợ được cho các chị giá tốt thì nhà tối là bán là có nhiều những lúc còn nhiều phải mua bán thì liền đam mê chứ thì để lời lãi cái gì. Mè đen cho em giá 80.000. Anna Nhung mè đen. Cho mình lướt hết dấu vân tay luôn. Thu Hằng mè đen, Trần Nga mè đen, Út Lê mè đen, Tuấn Sâu mè đen, PT Trần mè đen, Phương Trang mè đen, Bảo Nghi mè đen, Nguyễn Nguyễn mè đen, Tiffany B Nguyễn mè đen, Tuyết Quyên mè đen, Minh Hằng mè đen, Út Lê mè đen, Lê Thị Bích Thi mè đen, Thu Hằng mè đen, Quyên Nguyễn mè đen, Nguyễn Hồng mè đen, Anna Vũ Nguyên mè đen, Nhung Lê mè đen, Trần Lý mè đen, Trang Huy mè đen, Kim Chi Trần mè đen, Hồng Võ mè đen. Mè đen giá có 80 cho nên các chị. Mà Dương Liên mè đen. Ôi trời ơi, đẹp quá trời. Rồi còn mè gì nữa không? Cẩm Tú Lương mè đen, Nguyễn Nhung mè đen, có mè trắng này đấy. Nga Nguyễn mè đen, Dương Nguyễn mè đen, Ngọc Trần Thị Kim mè đen, Hoa Lan Tím mè đen, Lan Cao mè đen, Trần Thị Ngọc Hằng mè đen, Liên Nguyễn mè đen, Cẩm Tú Lơ mè trắng. Maria Hải Nguyễn mè đen, Thu Hằng mè trắng, Thanh Thanh mè trắng, giá có 80. Quỳnh Hân mè đen 5 áo. Nó mua là mua kho, đâu có mua 1-20 cây, mua là mua 100 cây. Hướng Kim mè đen, Trang Linh mè trắng, Thúy Cao mè trắng, Trang Huynh mè trắng, Tuyết Nguyễn mè trắng, Quỳnh Hân năm áo mè trắng, Phạm Thanh Bình mè trắng, Nguyễn Nguyễn mè trắng, Thảo Như Nguyễn mè trắng, Tiffany Ngô mè trắng, Nguyễn Hoài mè trắng, Tình Yêu Vẫy Gọi mè đen, Minh Hằng mè trắng. Cái hàng này mỗi lần em mua cho các chị á là em mua lần 100 cây, 200 cây. Nguyễn Kali mè trắng, chứ không phải mè nữa. Alice Nguyễn mè đen, Teresa Trần mè trắng, Tiffany B Nguyễn mè trắng, Phạm Hồng Hải mè đen, Mai An Nguyễn mè trắng 2 áo. Cho nên nhiều chị bán online sẽ thấy là ủa, chị Tú bán vầy phải không? Các chị mua hàng hàng em là các chị rất là có lợi. Khi em muốn rất nổ trội làm gì đâu các chị. Em đi mua mà bắt buộc em phải có lời chứ em có bao giờ lỗ vốn. Nhưng mà cái nào á mà em mua được số lượng lớn là thứ nhất. Thứ hai nữa em có nói với các chị rồi đấy, cái nào em bán cho các chị được giá tốt là em sẽ bán.
Nếu bây giờ em cứ im đi, em bán các chị 100.000 một áo, em vẫn một áo em lời được thêm các chị 20.000, 100 áo em đã có 2 triệu. Trong khi đấy một like cái này chỉ cần một ngày em bán các chị 100 áo là dư hẳn được 2 triệu rồi. Mà em nói các chị rồi này, mà các chị nhận được có phải như lời em nói không? Rất đẹp, rất phải đúng chuẩn mặt mồm luôn. Vì là số lượng mua phải rất lớn, cho nên nếu mà không có nguồn đầu ra thì không ai dám nhập một lần như vậy hết. Thủy Thủy mè trắng, Nguyễn Nụ mè đen, Bùi Thủy mè trắng, Loan Phạm mè đen, Châu Châu Ly mè trắng, Phương Trang mè trắng. Nghe thấy là bán một lần, không có bán 1-20 cây mà bán một lần là bán hết nguyên kho. Khoảng nguyên kho bao nhiêu? Nguyên kho khoảng 150 cây với 300 cây chắc áo xỉu ngang. Mỹ Linh Trần mè đen, Trần Gia Thuận mè trắng. Kho là chỉ có khi nào mà nó có những cái nguồn, ví dụ như là lên đồ ngay sẵn ấy, mà như xưởng ấy, là nó cứ dám ôm kiểu đó thôi chứ. Nghe tới 50 cây hàng là nó muốn xỉu ngang rồi, chứ đừng nói tới là một lần. Có nhiều cái lô hàng mua một lần là mua 500 cây hàng luôn. Gia Thuận mè trắng ông có được mua 1-20 cây. Úi, 1-20 cây không bán luôn á. Nhà Nguyên mè đen, Đỗ Kim Chi mè trắng, Nguyễn Hiền mè đen, Kim Vân Bùi mè đen. Mai trả nợ trên nhà chị kê cho. Để đừng đọc mè đen nhé mè nợ. Có mè trắng không? Một mè trắng. Ba mè trắng và còn mè. Đưa màu gì ra cho chị, cứ đứng lại cho chị. Thì đây thì không đưa ra, thì đưa vào cái chỉ nhỏ. Nghe thấy một lần là sợ luôn á. Nói tới con kim em nó còn đã trời ơi, nhiều như vậy nhập sang nổi chứ phải trời ơi. 1-200 cây hàng ăn nhầm gì, có nhiều lô hàng mình mua một lần là mua 500 cây hàng luôn ấy, cho nên phải có chỗ để nữa ấy, các chị. Nhiều khi á soạn hàng là soạn muốn khủng muốn đi luôn. 500 cây. Màu này các chị chốt. Các chị ơi. Mua trắng vàng. Cho em giá là 80.000 một bài áo. Bài áo mẫu đang mặc bên em hết rồi chị ơi. Màu này các chị lấy ở ngoài trắng da lắm mà các chị nhận. Em bán cái này là đợt này là đợt thứ tư rồi. Mỗi một lần em cắt là một lần khoảng 5 năm. Một lần em cắt là khoảng từ một ngày em bán một màu là khoảng chừng là hơn 100 áo. Em bán 10 màu có phải một ngày em bán trên 1.000 áo của nguyên cái mè này không rồi các chị. Mai Trúc 229, Góc Bếp Cổ Phạm 229, Hoàng Tố Quyên 229, Hương Tạ 229, Đỗ Hoài 229, Mai Ngọc 229, Tuyết Nguyên 229, Tuấn Sâu 2 Áo 229, Minh Châu Lê 229, Tiffany Bi Nguyễn 229, Bé Nguyên 229, Trần Lê 229, Nguyễn Nguyễn 229, Thúy Dương Phạm 229, Trần Như Quỳnh Mè Trắng, Nguyễn Hường 229, Quỳnh Hân Nam Áo 229, Jenny Lê 229, Phương Lê 229, Ánh Tết 229, Anna Phạm 229, Liên Hoàng 229, Hồng Nguyễn 229, Kim Đan Lê 229, Bình Nguyên Long 229, Nguyễn Hoài 2 Áo 229. Jenny Nguyễn 2 Áo 229, Trang Nguyễn 229, Photocopy Giao Huy 229. Tới mà hẹn em lấy, các chị nghe, các chị sợ luôn á. Tại vì trước em bán toàn bình, bây giờ em còn lấy hàng cho cả thêm phim nữa, nó bán nữa. Cho nên là mua được hàng giá tốt là em toàn mua cho nó. Phương Trang 229, lấy 10 cây 20 cây á, chuyện nhỏ, lấy một lần là 300 cây. Dạ không nha chị Mây Thi Lê. Tặng ý. Tầm ý ở dưới chợ nó sale nhiều lắm nhưng mà em không có bán được. Tại vì nó có một cái như vậy là chị này. Cái tầm ý nếu mà hàng thiết kế thì em không nói là gì rồi. Tại vì cái tầm ý hàng thiết kế thì nếu mà đúng với bản chất của nó vẫn đẹp. Vẫn đẹp nha chị, không có xấu. Nếu mà là hàng thiết kế thì vẫn đẹp.
Nhưng mà nếu mà là vải trơn thì nó nằm giữa cái con chân phong. Nếu mà là mặc một lớp ấy, mà tầm ý ấy, thì nó lại bị mỏng. Mà nếu mà hai lớp ấy, thì nó lại quá là dày. Mà nó dày cộng thêm cái tầm ý nó nặng nữa. Cho nên khi mà người ta thích mặc cái dạng áo dài von ấy, mà thực tế là tầm ý nó là chất bằng của von đấy chị. Nhưng mà nó là von dày. Còn chin phong ấy, nó là muslin thời xưa. Cho nên là cái tầm ý nó bị khai tử sớm nhất là do là nó không có giống như là nó nằm lửng lửng lơ lơ. Cho nên cái gì mà người ta lựa chọn chuẩn nhất thì người ta bỏ bớt ra. Chứ còn thực tế đến bây giờ von chin phong vẫn là đẹp. Em phải khẳng định là nếu chị nào mặc von chin phong mà may hai lớp ấy, là vẫn đẹp, vẫn sang. Và nếu như mà là von chin phong ấy, thì người ta còn có thể may đầm dạ hội đẹp. Tại vì con chim phong khi bỏ lên may đầm dạ hội là ta may cắt vải xéo hoàn toàn luôn, thì nó có cái độ rũ rất là đẹp. Vải của nó có cái độ bay khi mình mặc những cái đầm dạ hội nó xòe ra giống như cái đầm màu đỏ của em á, thì nó phải có một cái độ bay như vậy nó đẹp. Còn cái thằng tầm ý nó lại rũ quá, khi mà may xòe thì nó chẳng có bay đâu, nó cứ rũ tu tu xuống ấy. Mà đã vậy nó nặng mà nếu may hai ba lớp mặc không nổi, cho nên bị khai tử ở chỗ đó. Chứ thực tế là tầm ý rất đẹp. Đấy, một hồi đã đến các chị mà hỏi một phát, một hồi tới nó bảo là em tám khỏi đánh hàng cho các chị luôn. Xăm đen, mè xăm đen cho em giá 80.000 một áo nha. Tầm ý mà may hai lớp thì mặc ui nó nặng lắm. Nó nặng nhưng mà nó lại không đẹp. Tại vì nó quá dày, khi thợ may nó may những cái đường men này, nó may nó cực lắm, nó may không có đẹp là bắt đầu nó rú lại. Còn hàng von chin phong, nếu chị may hai lớp thì mặc rất đẹp, rất là chuẩn. Mà giá của con chim phong với lại rẻ hơn giá của hàng tầm ý trơn. Mè xanh đen cho em giá 80.000. Nhanh lên. Mai Ngọc mè xanh đen, Mê Tâm Phan mè xanh đen. Quỳnh Hân mè xanh đen 5 áo. Tuấn Sâu mè xanh đen. Cho chị quả áo xuống mặt hết rồi, các tình yêu ạ. Nguyễn Thanh Trúc mè xanh đen, Nguyễn Thị Lan mè xanh đen. Không. Ngọc Hoa Huỳnh Thị hai mè xanh đen. Thu Vũ mè xanh đen, Nguyễn Hiền mè xanh đen, Nhàn Nguyên mè xanh đen, Phương Trang mè xanh đen, Mai Tốt mè xanh đen, Mai Trúc mè xanh đen, Nguyên mè xanh đen 5 áo. Hoa Tường Vi mè xanh đen, Nguyễn Thủy mè xanh đen, Mi Nguyễn mè xanh đen, Đặng Hương mè xanh đen, Trần Thị Ngọc Hằng mè xanh đen, Kim Vân Bùi mè xanh đen. Chị có biết vì sao mà em không có bán con chim phong không? Vì là các chị biết không, bán quá nhiều chất vải. Đây, cái em quần không kiểm soát được hàng mẽ là thứ nhất. Thứ hai nữa là quần như cũ trong ngăn kéo tủ quần ấy, các chị may á, nhiều chị không biết á, thì có thể là các chị không để ý, hoặc là lúc nhìn ở trên line thì không thấy nó mỏng. Đến khi các chị nhận về, có nhiều những trường hợp của trước em có bán cũng cách đây khoảng 2-3 năm ấy, thì đâu có thể nào mà em cứ dơ từng cái áo lên. Em nói với các chị cái này là các chị phải lót đâu. Cho nên là nhiều chị khi mua về, nhiều chị có thể là nhắm hỏi nhân viên. Thì các bạn ví dụ như các bạn không kịp trả lời ấy, thì có thể là nhiều chị cũng tế nhị lắm. Hỏi em ở trên line hoặc là hỏi em không được nữa thì đợi cho bên nhân viên em trả lời. Còn có nhiều chị là em nói với các chị so sánh cái vải gửi nó mỏng lét rồi, nói chung là dơ cái khúc vải lên, nói chung là ABCD các kiểu, nghe thấy rất là sợ. Nên về sau này là em không có bán von chim phong nữa. Nếu thật sự bây giờ mà bán von chim phong mà màu trơn lúc nào mà cũng có sẵn ở chợ hết, nhưng mà em không có bán em chị nhá. Em còn cho các chị màu xanh ngọc, màu đỏ, à màu rêu vòng có khéo mày càng lấy thì nó càng bị. Bây giờ mình chỉ khó phải lấy đỡ đi rồi, hoặc là nó chỉ nhung đọc chậm lại một chút xíu đi. Chứ bây giờ mày càng lấy ba cái cục đấy ngày mai là em bắt đi đấy, chị nói trước bỏ qua bên kia mai chị in bill. Các chị ơi, rêu này em có một áo thôi. Nhiều chị nói, nhiều khi nghe nó Mai Ngọc rêu. Giống như nghe mình, thật sự là ai cũng muốn nghe những lời hay, mà các chị đâu ai muốn nghe lời dở đâu.
thì các chị nghĩ là ừ, tôi mua một cái áo, ví dụ như bây giờ có bán các chị lẻ đi chăng nữa thì cũng 80.000 hay 100.000 là 2 mét đi, thì bắt buộc nếu mà vậy là phải bán cho chị là 3 mét. Mà chị nhìn chị đâu phải cứ khúc nào cũng cầm lên nói các chị một cái áo dài 3 mét đâu. Nguyên tắc từ hồi nào nhiều như bán áo dài đâu bán ra 3 mét bao giờ đâu. Nếu mà bán 2 mét về may không đủ, may không đủ các chị nói là bây giờ cắt thêm cho các chị nữa một cái thân nữa, tội cho các chị. Bây giờ cắt thêm cái thân mét rưỡi nữa, có phải các chị mua ra cái khoảng áo dài 3 mét rưỡi mà trong khi đấy ngay từ ban đầu cắt có 3 mét thôi là may được 2 lớp rồi. Nói chung là nó rất phức tạp và bán giải thích rất là nhiều. Và dơ lên nếu mà chiều chị không biết là trời ơi cái vải gì đâu mà nó mỏng le mỏng lét như vậy mà bán cái gì. Cho nên là vì sao là bên bán livestream tụi em không bán nhiều đấy chị. Em á có một cái gì em làm tốt được thì em sẽ làm, còn cái gì em làm mà em cảm thấy như mà nó có nhiều vấn đề em bỏ luôn để em giải quyết cho các chị, chứ còn em không có ôm quá nhiều thứ vào để mà các chị cũng mua hàng cũng không hài lòng, vì bản thân em cũng rất là muốn cho các chị mua hàng các chị được hài lòng, cho nên em ôm quá nhiều thứ vào em không kiểm soát được, từ đến bán hàng, từ đến nhân viên, từ đến phục vụ các chị, cho nên là em chỉ làm được đúng sức của mình thôi, còn em không có một cái tính mà đứng như này cho đúng mặt đâu các chị. Nên là em chỉ cái gì sở trường của em là em phát huy, còn sở đoạn của em thì cho em bỏ qua nha. 401 cho em là một vàng đồng nha các chị, là mè, em gọi là mè vàng đồng, 80.000 một tháng nha các chị ơi. Tiffany B Nguyễn 401, BT Trần 401. Phạm Khang 401. Buôn bán nó không có phải như cái chuyện mà mình tình cảm với chị. Ví dụ như ừ, chị thích quá Thái Tuấn phải không chị Lâm Mộng? Chị mến mộ Tú, chị mua ủng hộ Tú thì cũng ủng hộ Tú một món, hai món hay ủng hộ một ngày thôi, chứ đâu có ai mà ủng hộ mình mãi mãi được cái chị. Ủng hộ là gì? Ủng hộ về sau này là thứ nhất là chất lượng hay không, thứ hai nữa khi mình mua hàng có yên tâm hay không, ABCD các kiểu gặp vào chị mới gọi là một cái sự ủng hộ. Còn nếu ủng hộ vì tình thương thì chỉ một cho tới hai lần thôi, vì tiền các chị cũng phải đi làm, các chị cũng phải làm bằng mồ hôi công sức các chị kiếm tiền để các chị mua vải và ủng hộ em. Cho nên là cái chuyện ủng hộ vì tình thương nó chỉ một hai lần thôi các chị. Còn mình xác định ở đây là chị em mình là em mua bán với chị là sự uy tín và trách nhiệm, chứ không phải là vì là cái tình thương hay là đứng đây khóc lóc thì ôi là không có được cái chị ơi tình em không bán. Lê Nguyễn 401, Nguyễn Nguyễn 401, Kim Vân Bùi 401. 401 cho em giá 80 nha. Chị nói chị các chị số 401. Lê Sương 401. Nghe đỏ thì em còn có mấy áo rồi. Nguyên Hồ 401, Phương Trang 401. Chị đọc từ cho nó nhẹ ra. Mè đỏ thì em còn có bằng này thôi nha mấy chế ơi. 2, 4, đúng 6 áo thôi. Ai lấy thì chốt mè đỏ cho em. Mè đỏ cho em giá 80 nha. Thanh Hương Cao mè đỏ, mè đỏ. Nguyên Hồ thêm một áo 401. Liên Nguyễn mè đỏ, Liên Phương Bích Ngọc mè đỏ. Nguyễn Nguyễn mè đỏ. Còn 2. Nguyễn Hồ 2 áo mè đỏ. Hết mè đỏ. Nguyễn Hoài 401. Cái kia có phiếu chưa? Dạ, nó có chị. Và màu này các chị lấy thì chốt cho em là mè xanh ngọc, giá cho em là 80.000 một áo các chị. Mai Trúc mè xanh ngọc, Phương Trúc mè xanh ngọc. Mày cứ thích mày đưa chiếc khoan thì đưa lên, lấy ra từ chị lâu nên chị bán hàng hết. Nguyễn Thủy mè xanh ngọc, Diên Du mè xanh ngọc, Nguyễn Hồ mè xanh ngọc 2 áo. Tiffany B Nguyễn mè xanh ngọc, Thảo Như Nguyên mè xanh ngọc. Góc bếp của Phạm mè xanh ngọc, Tuyết Nguyễn mè xanh ngọc, Uyên Võ mè xanh ngọc, Tốn Sâu hai mè xanh ngọc. Chị khẳng định với em là không phải là vì giấy mà là cái máy. Thì bây giờ tạm thời cứ như vậy đi, chứ bây giờ mọi người nói là mình cũng không làm gì được nữa đâu.
xong là phải tắt máy đi, xong rồi là bắt đầu là lau nó lại. Trời ơi, để nó bẩn lâu ngày quá, nó bẩn ở trong á hả, tí em đổ ra thử xem con. Nhưng ơi, mỗi màu còn một áo hai áo này, trước đi giá 80 một áo nha các chị ơi. Nguyên Hồ 0052 áo. Anna Lê 005. Chưa Nhi mẹ Thanh Ngọc. Kim Vân Bùi 043. Trần Thị Diễm Thúy mẹ Thanh Ngọc. Thu Hà 005. Nguyễn Thủy 030. Vân Phạm 005. Dạ. Liên Nguyễn 61. Các chị mà đợi em được cái lô này là em sẽ bớt cho các chị. Hàng này ở dưới chợ đang lên giá rất là cao, nhưng mà em bớt. Hiệp Nguyễn Thi 198. Quyết định cuối cùng bớt cho các chị, vì cái tháng này là các chị cũng nói chung là nếu mà trong trong một năm là tháng này là tháng ê nhất. 80.000 một áo các chị ơi, 162 cho em nha. Tháng này là tháng ê nhất trong năm, là tháng Nguyệt Hồ hai áo có chưa? Có rồi. Ba cái sổ cục có là một cái đi thăm. Năm nào em cũng nói ra vẻ cái tháng này. 162, giá là 80 các chị ơi. Nguyễn Hồ 162 set, Sơn Nguyễn 162 set, Tiffany B Nguyễn 162, Võ Hồng Lý 162, Nguyễn Thanh Nguyên 162. Phạm 230. Minh Thủy 230. Nguyễn Hồ 230. Do Nguyễn 230. Kim Vân Bùi 230. Ngô Điệp 230. Lê Kịp 230. Ngô Điệp thêm một áo 230. Uyên Vi Võ 230.
xem trước 230 đi Nhung. Chốt rồi chị, cái người đó chốt rồi chị. 253 cho em 140 ngàn một áo các chị ơi. Nguyễn 253, Ngô Điệp 253, Hiệp Nguyễn Thi 253, Nguyễn Thị Hải Đường 253, Quỳnh Phạm 253, Uyên Võ 253, Nguyệt Hồ 253, Nhà Mai Ánh Hồng 253, Mai Nguyễn 253. Cái lô này không có nhiều, cái chị hết toàn luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 253 cho em nha, 140 ngàn một bảy. Cô lấy hết ở trên như thế này vẫn còn nhiều, cái phần phải lấy ra. Em bán hết full màu bạc này. Trần Thị Ngọc Hằng 253. Giá này ngày mai cũng mặc còn không bao giờ có bớt. Trương Hằng Nga 253. Đinh Hồng Thêm 253. Góc bếp của Phạm 253. Nhà Nguyên 253. Đẹp lắm luôn. Lan Đương 207, Nguyên Hồ 207 xếp. Ngô Điệp 207. Hay đi để còn vào học sinh mặt này, đám cưới mặt này các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 207 cho em. 140 ngàn một áo, 240 ngàn một bộ. Chị nào lấy Quỳnh Phạm 207 em. Em lên đủ màu đó. Kim Liên Lê 207. Thường á, các chị biết không, em mà like một lần một mà like full màu luôn là các chị rất là dễ lựa. Các chị rất là dễ lựa. Là vì sao? Vì các chị nhắm ở trong bằng đó màu là chị có nhu cầu mua đúng hai cái thôi. Là chị sẽ lựa hai cái màu mà chị thích nhất. Còn nếu mà lựa, mà nếu mà like khoảng chừng 4 màu thôi, các chị đâu có sự lựa chọn nào khác ngoài ra đâu. Là các chị không bao giờ lựa được mẫu theo đúng ý của mình. 2307. Hiệp Nguyễn Thi 231. Hương Thu 231. Góc bếp của Phạm 231. Ngọc Hà 231 xếp. Thanh Hải 231. Thúy Nguyễn 231. Em không cắt lẻ 3 mét chị ạ. Một trăm bốn mươi ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị lấy 231 xem. Ngô Điệp 231. Nguyên Lý 231 xếp. Hồng Danh 231. Lan Lương 231. Tiffany B. Nguyễn 231 xếp. Phan Dung 231. Kim Phụng 267, Nguyệt Hồ 267, Nguyên 267 5 áo. Đàng Hương 267, Thiên Di 267. Hàng Đào 267 xếp, Mai Nguyễn 267. Của bộ chỗ kia thấy chú ạ. Hồ Liên 231.
Phương Thanh 207, Mi Quân Nguyễn 267 hai áo, Nguyễn Lý 267. Em thích cái lô này đến mức độ mà lần nào có là em chưa bán tới hết đâu, không thể nào bán hết rồi. Vì được rồi, em bán nhiều lắm rồi, nhưng mà khi em muốn bán vào những cái thời điểm em muốn bán nó không có hàng và nó không có màu đẹp ấy, cho nên em cứ lấy thị trường ở đó thôi. Bởi vậy vì sao có nhiều chị thật sự luôn, em rất là biết là các chị thích mua đồng phục bên em, vì là thường đa số là khi hỏi một cái các chị chốt đơn xong cái là hàng giao liền, là lúc nào có sẵn. Vì số lượng ví dụ như một màu có phải dùng 200-300 áo thì có, chứ 40-50 áo thì em ép một. Thanh Thanh 207 xếp, Loan Nguyễn 231, Kiều Ngân 267, Nguyễn Thị Hải Đường 267. Loan Võ 267, Trần Thị Anh Đào 267, Đào Phan 267, Hồng Trần 231, Đặng Hải Yến 267 3 áo. 279 cho em là một cam. Nhà may Ánh Hồng 267, Chiến Thảo 279, Quyền Hồ 279, Nguyễn Nguyễn 279. Nguyễn Hằng 279. Cái lụa tơ tằm nha chị Trần Mai ơi. Bùi Ngọc 223, Nguyễn Hồ 223, Cathy Lê 2 áo 223, Jelly Nguyên 223, Kim Phụng 223 xếp, Tiffany B Nguyễn 223 xếp, Quân Phạm 223. Đào My 231, Nguyễn Nhật An 223, Lan Nguyễn 223, Ba Định 223 xếp. Nhìn cái là biết ngay màu mới. Em nghĩ là từ này đến giờ là do như là những cái kia là quá nhiều rồi, không mua nữa. Hiệp Nguyễn Thị 223. Em biết ngay là chị chăm những cái hàng mà loại mà chị chưa có thì những cái kia là mua hết rồi. Nguyễn Thu 223. Lê Ngọc Trần 223 xếp, Thanh Thảo Lê 223 xếp, Lan Lương 223, Trần Lê 223, Hương Mai Cao 223, Nhung Nguyễn 223 xếp, Hoàng Vân 3 áo 223. Một màu mà đơn 223 60 áo phải có bán hết không? Mà các bạn chị làm gì? Cái này là em tình cảm đấy, em bớt cho các chị là em tính 140 đấy, 204 cho em. Nguyên Hồ 254, Phúc Trương 254, Nhà Nguyên 254, Hoàng Vân 2 áo 254, Uyên Võ 254, Phùng Thị Dành 254, Trà Nguyễn 254, Hương Nguyễn 223 xếp, Hồ Liên 254, Hoàng Vân thêm 1 áo 254. Có đồ co giãn chị Trần Mai ơi, đẹp lắm.
Trời ơi, cái này em đâu có mặc ít đâu, em mặc full màu luôn rồi, em có cả 10 màu. Em lại được em view của hàng Văn Hà. Dạ, 140.000 là em đang giảm giá khoảng 140 đó chị. Có nghĩa là em bớt cho mỗi chị 10.000, cái này bớt tình cảm thôi nha. Chứ giá chính thức nhà em là 150 một tặng áo với các tình thôi. Xuân Lai Son 254, Mai Nguyễn 254, mã 223 nha chị Hoàng Vân. Màu bestseller nhất của nhà em là màu củ hành. Em vẫn thường nói với các chị 10 lần nhà em về cả 10 lần nó cháy hàng là nó. Pháp Phương Nguyên 254, Thám Nguyễn Thi 254, Hòa Vân 3 áo 223, Son Nguyễn 223 xét. Màu này các chị chốt em màu củ hành nha, không lên mã số. Lần nào màu này về lúc đẹp hết trước tiên. Trần Dung 254 xét. Nguyệt Hồ Cổ Hành, An Nhiên Cổ Hành, Uyên Võ Cổ Hành. Oanh Kim 254, Ánh Tuyết 223, Hoàng Vân Cổ Hành 3 áo, Tiffany B Nguyễn Cổ Hành. Màu này á, các chị nhìn ở trên live á, nó rất là bình thường, nhưng khi các chị mặc ở ngoài nó thật sự luôn, nó rất là lạ, lạ hơn màu đỏ đô. Ngân Hà Ngô Cổ Hành. Trần Thị Ngọc Nga Cổ Hành, Thơm Phan Cổ Hành, Hàng Đào Cổ Hành. Và màu đẹp không? Màu mấy màu này là mấy màu mới hết luôn. Lan Nguyễn Cổ Hành 277 cho em, 140.000 một áo là bớt cho các chị mỗi áo là 10.000 một áo là bớt tình cảm nha. Cái gì em chính thức là 150.000. Mười Nguyễn Cổ Hành, Phúc Trương 277, Hoàng Vân 3 áo 277, Nguyệt Hồ 277, Gôn Tiên Nguyễn 231, Trần Thị Ngọc Hằng 277, Hiệp Nguyễn Thi 277, Trần Lê 277, Hùng Danh 277, Ái Tuyết 223, Đinh Hồng thêm 277, Ngọc Hà 277 xét, Phương Đinh 277, Đào My 277, Thịnh Thảo 277, Thanh Hiền Hồ 277, Hồng Nguyễn 277, Nguyễn Hoài Cổ Hành. Hôm nay có màu vàng đồng của chị Lê ơi. Vàng đồng, không phải màu cam như đợt trước đâu. Trần Thị Anh Đào 277. Mới son. Chị An Tạ 277 xếp. Đồng của nó đợt này nó hơi nhẹ quá, đa dạng như là đồng màu của màu cam ấy. Màu cam là màu này. Giống nhau đâu. 203 cho em nha, 100. Kệ đi, hôm nay mua 2 áo là phải ăn được 2 ngàn. Mấy chị mua hàng em thấy có bao giờ mấy chị nói tới 50 ngàn đâu. Tuy nhiên nhiều khi em thấy các chị mua mà rẻ hơn em cũng thấy mừng hơn một tí. Mà phải công nhận là cái chất này nó đẹp thật. Cái chất này nó không giống như mấy cái chất kia đâu, mà nó không nhăn tí nào luôn. Pháp Phương Nguyên 203, Tiffany B Nguyễn 203, Chim Phương 203, Nguyệt Hồ 203, Tuyết Nguyên 203, Minh Anh Trần 203, Thúy Nguyễn 203, Việt Hoa 203, Trần Thị Ngọc Nga 203, Hồng Danh 203, Lê Nguyễn 203, Thúy Hinh 277. Số của người nào màu đen luôn, đẹp lắm luôn, 140.000 một bạn. Dương Liên 203, Cathy Lê 2 áo 203, Hằng Đào 203.
các chị thấy em nói đúng không? Ví dụ như là có khoảng 8 màu đi. Ừ, các chị nhắm trước là mình đang đi kiếm cái màu đó, mình chưa có trong cái tủ đồ của mình. Ừ, các chị thấy màu nào trong cái khoa văn này mà các chị cảm thấy là ừ, cái màu thích nhất là chị lựa. Chứ nếu mà em chỉ like có đúng khoảng chừng 3 màu là các chị không bao giờ có 3 màu là các chị không bao giờ có sự lựa chọn luôn. Mai Trần 203. Những người mà gọi là bán hàng cứ ào 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 là nhanh đấy, mà thả xuống ào ào là coi như khỏi nhiều. Quyền Phạm 260, Võ Hồng Lý 260, Minh Chí Phan 203, Nguyệt Hồ 260, Nguyên 2605 áo, Nguyễn Hoài 203. Phía cao 2312 áo. An Tạ 260 xét, Lê Thảo 260 xét, An Nhiên 260. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng phấn. Đen hồng thêm 260. Chuẩn hồng phấn nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng phấn. Tiffany B Nguyễn Hồng Phấn, Cathy Lê Hồng Phấn 2 áo. Việt Hoa Hồng Phấn, Lê Ngọc Trần Hồng Phấn xếp, Dương Liên Hồng Phấn, Thu Nguyễn 260 xếp. Chất lượng luôn á, dày dặn, nó nặng mình mặc không nhanh. Thưa nhài hồng phấn xét. Màu này chị chốt cho em là 1211. Các chị thấy ghê không? Một loại hoa mà có đến cả 18 màu. Trời ơi. Còn ở đây mấy màu lẻ nữa này, em không dám like luôn. Đây này, Nguyệt Hồ Hồng Phấn. Tiffany B Nguyễn 211. Nguyệt Hồ 211. Chốt cho em là màu xanh đen đi chị. Phương Nguyễn Hồng Phấn xét. Đấy, con Huyền nó bẻ cái màu hồng nhắm xem á, không có còn bao nhiêu đâu. Mà cứ phối tầm bông tầm la đi, con nhắm cái này đi, cái này phối như ấy rồi. Có khi mình kiếm có một hai cái quần, bốn này nhắm tầm lặng rồi. Con hàng của em đợt này chốt toàn bộ quần. Các chị ơi, xăm đen cho em các chị. Cái hàng này làm gì có màu đen chị? Cái này không có màu đen. Lô này tuyệt đối là không có màu đen. Lê Thảo Hồng Phấn xếp. Quen chị phối kia nó không là hồng phấn. Lê Mê Trang Hồng Phấn xếp. Nhỏ ơi hồng phấn. Người ta nói một lần thôi là mình nhớ. Tiffany B Nguyễn xanh đen, Nhà Nguyên xanh đen, Pháp Phương Nguyên xanh đen, Sen Hoa xanh đen. Nhưng mà cái xanh đen của em á, khi các chị nhận ở ngoài á, nó có một cái độ ấm xà cừ. Mà cái ấm của nó thì nó lại nhẹ hơi đỏ đỏ nha, chứ nó không phải một xanh đen bình thường đâu. Nói tóm lại, cứ mua thử về shop em một lần. Cái chất vải này mặc một lần đi rồi đẹp hay không đẹp không tiếc. 140.000 một mã áo, dạ được 10.000 một áo nha các chị yêu ơi. Và màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu xanh lá nha. Để
ta chỉ cần người ta nói một lần thôi là mình phải nhớ. Rồi ví dụ như ở mà mình có muốn phối, ít nhất là mình cũng phải coi được cái con hay là ở trên kia như thế nào. Mình làm khuyên mình phải như vậy. Chứ ông chứa thảo xanh đen. Rồi bà này nói gì xong đến khi xảy ra chuyện là chị đã thấy tụi mày cãi nhau. Nguyễn Thị Hải đường hồng phấn, trên phương xanh đen, Phạm Vân xanh đen hai áo, Lê Thảo xanh đen. Ngàn rưỡi áo, ngàn rưỡi cái quần đó. Ừ, xong rồi bắt đầu đã có hai cái cái đâu bao giờ dám gửi cô lấy cho đâu. Xong rồi đi kiếm cái không có, xong bắt đầu đã mà bảo chú trời làm ở đây khó. Tự tụi mày lấy dây quạt cổ mà đi mình phải bắt bạn thì khó. Đứa nào mà nói một lần nhớ. Mới ngày hôm nay cuối này qua hôm kia con Huyên nó còn bảo là này cô ơi, hồng lắm sen không có còn đâu, chỉ có mấy cái lẻ thôi, còn 100 cây cái chim khoa thì kè hết rồi. Nên ra vậy hoặc vậy thôi, khỏi cố lấy một cái. Thì nó thấy tụi mình chân ăn cuối hồng lắm sen thôi. Mình thích là tụi mình lấy à, tụi mình thích là tụi mình lấy à. Ừ. Mai phải đi học chưa? Mấy quần bảo ba quần, yeah. Cái một đi luôn. Bố quần hồng quá sen đầy. Sóng gió cuộc đời luôn. Ông biết hay là nó nói là hồng ngắn sen của bộ lộ mango. Nhưng mà chính xác của mango ngày hôm qua bán còn như cả mấy quần. Ơ, cái chuyện từ vậy từ phố thì kê đâu phải. Mai phải hỏi rồi, con chị Tú nói là hôm phối Mỹ Kim kìa, mày nói là hồng cắm sen không có còn bao nhiêu, chỉ còn để 1-2 quần thôi. Xong cô còn bảo là vậy thì thôi khỏi lấy màu hồng dâu đâu. Hỏi từ con nó có xếp nhận không, nó bảo em đâu có nói câu đó, không mở cả nó đứng này đây chứ đâu. Mà một khi mà chị mà nói thì chị nhớ cái gì, đố đứa nào cãi được một câu nào luôn. Ủa xong chưa, hết chưa vậy? Hết rồi chị. Hôm nay cho em nghỉ sớm. Ủa sao lẽ không phô trong chỗ này Nhung? Sao lẽ? Chết rồi. Là mã 207. Điên nè. Chị. Từ nãy giờ đọc cái này xanh lẽ, còn cái kia 207. Ký cho bây giờ đấy, lại thêm một đứa xà ơ nữa. Con nhỏ này. Phạm Vân xanh lá hai áo, Hiệp Nguyễn Thi xanh lá, Ni Nguyễn xanh lá, Nguyễn Dung xanh lá, Đỗ Thuận hai xanh lá, Tiffany B Nguyễn xanh lá xếp. Tập trung liền. Ai mà tám thì ra tám đầu. Phải nói là một cái đầu lặng. Hương Nhài xanh lá xếp. Thiên Lan Nguyễn xanh lá, Uyên Võ xanh lá. Người ta hết quần em hoang mang quá. Cái chị ơi, nó bảo một xanh lá với một 207 giống nhau. Em chốt hết rồi. Bây giờ các chị có muốn nó làm sao? Đây, màu này là một 207. Nó bảo là một xanh lá, em chốt hết rồi. Mà trong khi đấy em dơ lúc này lên em bướm cho các chị, em nói các chị xanh lá. Đó là em vừa chốt rồi thay chị. Các chị nói dùm em còn. Tiên đào hồng phấn, hồn nhân xanh lá xếp, Hoài Dương xanh đen, Nguyễn Huyền Anh xanh đen. Xong em nhiều khi em ngồi chọc tụi nói em bảo về này, tao không biết tụi mày sai ra chứ tụi mày cứ thử đưa tao 5 tỷ của tao đến không có chật bách nào luôn. Ngọc Trần Thị Kim xanh lá, Võ Hồng Lý 207, Thiên Hảo xanh đen, Điệp Nguyễn xanh đen. Có đọc tên rồi là khó rồi đấy chị. Đã 207 nó bảo giống xanh lá đấy các chị. Nó đánh đỏ nó. Mariana Nguyễn xanh lá. Trần Thị Ngọc Hàng xanh đen. Nguyễn Thị Kim Thanh xanh lá. Mi Nhật Nguyên 207. Bây giờ
em còn hai cái này nè, các chị mua luôn giùm em đi, các chị rước nó về luôn nó đỡ lẻ loi đi các chị. Em cảm ơn các chị. Diễm Thúy xanh đen, xa xa xanh lá. $140.000 cho các chị. Mai chốt xanh lá. Phương Anh Nguyễn 299. Hết, có một áo ngay. Hoàng Vân 261. Em hẹn gặp lại các chị vào livestream ngày mai nha các chị ơi. Cảm ơn các chị rất là nhiều.